Ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về Hải Tặc Việt. Lâu lắm rồi chả chơi cái web này, nhưng mà chúng có khách thuê giải đấu thì quay các bạn xem một tí xíu. Ngon. Thì mùa này đến với giải đấu vượt đại chiến của bên Hải Tặc Việt đây, thì web này là một trong những web khá là khó. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thì tình hình nick này đây, chủ nick có đánh mấy ngày đầu rồi thì mình vào đánh nối thôi. Thì hiện tại mình đang bắt đầu đánh tiếp từ cửa số 4 nhé. Cửa này cửa số 3, cửa số 4 thì đấy, hình như cửa 4. Đúng không? Thì web này thì đặc thù là nó khá là khoai, mình nhớ không nhầm là web này là búp nó toàn búp tận 50 nộ thôi. Bình thường các web là búp 25 nộ thì web này là búp 50 nộ nên đánh cực kỳ khó. Thì với những cái cửa đặc thù khó thế này thường ta phải dựa vào Fukabushi rất nhiều. Nên bạn thấy nãy mình để Fukabushi ở đây, cái trận này cũng hơi bất ngờ, đánh khá nhiều lần mới win đấy, nhưng mà cũng hơi bất ngờ một chút xíu bởi vì đây Fuka đã chết rồi không, nhưng mà chắc do Dam Akanu đánh tất cả mục tiêu đủ to thì kết liễu được. Đây đánh đây chết được không? Bạn trông thì rất đơn giản đúng không, nhưng thực ra là đánh nhiều lần lắm đấy. Đây mình cho bạn xem này, là sau một thời gian mình đi spam chán chê trận này biết thắng rồi, cho bạn xem tiếp. Có bắt đầu bây giờ mới chính thức là quá trình đi đua này, bắt đầu đi tiếp từ cửa số 5 này. Hiện tại đây top 1 là 38 ải không, nhưng web siêu khó, bạn quên cái số ải đi, cứ đi đi rồi tính tiếp. Chứ bây giờ mình cứ để ý cái số ải người ta là mình không đánh được đâu, tại vì cái số ải nó chỉ mang tính chất là tương đối thôi. Nếu bạn may mắn thì với cái trò vừa đại chiến ấy, nếu bạn đủ may mắn ấy thì bạn chỉ cần một lượt thôi, bạn có thể đi rất xa xa. Nhưng tất nhiên với câu chuyện bạn phải may mắn. Và bây giờ cứ đi thôi. Thì tiếp tục đến tiếp ải số 5 nhé. Bên web này thì luôn đặt mục tiêu là ải nào cũng khó, nên đặt như vậy cho an toàn. Này mình nó cố tình ẩn hai ô. Nó sẽ luôn luôn ẩn đi hai ô thôi, đi tìm tướng đó. Cái này chủ yếu ta cần là cần còn lượt đánh này, còn lần làm mới này, và còn vàng là mình nhận nhé. Còn thắng hay thua tính sau. Bây giờ vào đánh đã biết được. Mấy cái web này nó quái om lắm. Cửa này mỗi Aokiji với Lafitte đi cùng một búp thì hơi chán này. Cùng là bộ tướng này, mỗi web nó có đặc thù khác nhau nhé. Bên này mình nhớ có mấy con bựa lắm. Web này như con lo cũng yếu sao nhỉ, nhớ không nhầm web này lo nếu web lo yếu. Thứ hai một mình có lo cân team hơi khó. Fuka thì ngon rồi, mấy con đi cùng yếu quá, mạnh hơn tí đi. Boa Kaya, Kaya bên này như là xịn. Ông mình có bên này có con Deccan này, con Deccan này cho đảo người cá này. Con này ra mình tính ra mình đánh như này, chưa đánh con này bao giờ. Con này khả năng gì đây? Lợi dụng sức mạnh của cái trái ác quỷ Mato của nó, dìu bay 100% chính xác, gây sát thương một mục tiêu hàng sau địch, có xác suất khiến mục tiêu bị phá giáp trong hai lượt, khiến mục tiêu ngẫu nhiên bị mê hoặc trong một lượt. À có khả năng khống chế này, trái quỷ trông ngầu đấy. Trái quỷ ở đây là gì? Tại con này con lần đầu tiên mình thấy xuất hiện đấy, chắc nó mới cập nhật vào đây à? Hay ngày xưa mình đánh không để ý. Tại vì các web nó không có con Deccan này đâu. Ở đây là gì nhỉ? Chỉ cần sau khi chọn đúng mục tiêu, những vật phẩm rơi sẽ tự động đuổi theo đến đấy, trừ phi đánh rơi. Cái cùng cái trái này tác dụng gì? Đọc cái nội dung ra không chả hiểu tác dụng gì. Chỉ cần khi chọn đúng mục tiêu, những vật phẩm rơi ra sẽ tự động đuổi theo đến tận chân trời góc bể, trừ phi bị đánh rơi giữa đường hoặc có vật cản. Cái này chỉ miêu tả trái ác quỷ nên nó chả có tác dụng gì à? Chỉ tăng mỗi chỉ số thôi. Bình thường sẽ có hiệu ứng gì đó ở trong này, đây chả có quái gì cả. Còn kỹ năng nộ này là ma pháp này, ném ra chiếc rìu cực lớn này, 100% ném trúng cơ thể đối thủ, có thể khiến cơ thể mục tiêu chia thành hai phần, gây sát thương hàng ngang phía sau địch, có xác suất khiến mục tiêu bị phá giáp trong hai lượt, thêm một lần sát thương 10% lượng máu tối đa của bản thân theo hàng ngang, hồi máu cho toàn đội. Ok, thế lấy thử đi, chơi thử trải nghiệm tí nhé. Lần đầu tiên lấy con này, lấy con Boa, con Kaya, con Lee. Còn một slot nữa chắc lấy tạo con Sander no Sonia. Cửa số 5 ở đây hiện tại con thằng dìu ở trước này, để tối ưu con này nên để nó phía sau. À, hàng trên hoặc hàng dưới, đánh trúng nhiều hơn. Thôi để Boa đánh đầu đi. Thì có Kaya, con Sonia ở đây, con này ở dưới. Đánh thử phát xem sao đó nhé. Tại mình chưa hình dung được nó, cái để so le không nhỉ. Thôi đánh thử phát, biết đâu xem tỷ lệ hóa đá thứ linh tinh thế nào đó. Web này đánh nó đỡ đau hơn tí nhưng mà nói chung cũng khó chịu lắm. Phát đầu tiên là may mắn là né tránh. Ồ, đánh cũng được ấy nhỉ. Vừa vào phát nó đóng băng rồi. Nó sao nó ghi là mê hoặc mà sao lại ra đóng hiện hình đóng băng thế này. Mấy cái web này nó hiệu ứng nó buồn cười lắm. Đánh mấy web này. Nhưng quan trọng là đánh mưu sinh thì nói chung là web thế nào kệ phừ nó, đánh hết. Nói chung nguyên tắc của mình là cứ ai thuê là đánh thì mình chả quan tâm đâu. Đánh được thì ăn đủ tiền, ăn không đánh đánh không thành công thì hoàn lại ít tiền. Nhưng mà thấy con này đánh bựa vãi trưởng rồi. Nói chung bên này như hiệu ứng gì ứng hiện thành đóng băng hay sao. Không nhớ có cái web nào đó hiệu ứng gì. Úi tôi chết bỏ mẹ đánh đau thế. Không ổn, không ổn, không ổn. Phải sắp xếp lại. Nhưng mà đánh có hy vọng thắng được nhưng mà mình điều chỉnh lại một chút xíu.
Đầu tiên đẩy con Reckon lên đánh ở trên đi, mình cho con Kaya lên trước đi, mình cho Boa đứng sau nó nộ sớm đi. Tấn công lại đi. Cho Boa nộ sớm thì kết liễu con Hydreigon sớm đi. Hóa đá không? Không hóa đá. Quán cái liễu con Hydreigon đi. À Heracles nhỉ? Heracles. Đọc khó quá, hiểu cái tên đọc khó quá. Nó nổ phát chết cả team này, hay phải kiếm con Ken để bắt nó nhỉ? Bây giờ mình thử cho con này núp vào sau cho nộ sớm, mình đẩy con này lên trước đi. Mình thử cho con Van con Deccan này nộ sớm cùng nhé. Ôi giời, nó đánh đóng băng luôn à. Quái om nhỉ. Phải cho mạnh hơn tí nữa đi. Mirela Nami. À đây lại thêm con chết tiệt. Nó cầm nhận thêm bọn tướng đảo người cá. Choáng mục tiêu một lượt. Nó ghi không có ghi tỷ lệ. À phía trên nhé. Tạo sát thương lên mục tiêu gây choáng một mục tiêu một lượt, giảm 25 độ toàn bộ địch, đồng thời tăng 50% ma công cho toàn bộ mục tiêu một lượt. Còn bên này là dùng nắm đấm công kích địch gây sát thương toàn bộ địch, xác suất cao gây choáng. À, được, con này choáng nhiều không giảm nộ có choáng, được, con này dùng được. Con này ngon hơn, con này đối diện thẳng với con sư phụ của Usopp đi. Con này với Nami xuống, búp xuống. Còn một slot nữa thì thôi thì chơi tạm con Vista đi. Con này lên trước, con búp ở sau đi. Thử xem sao nhé. Để con này lên trên này. Từ bên này lâu mình không vào, mình thấy các giờ bộ tướng có sự thay đổi nhé. Nên mình phải nghiên cứu lại. Ta cứ xem, ta học, ta rút kinh nghiệm. Chứ con này ngày xưa mình chưa giờ chơi đâu. Nó có thể cái mục xem búp à. Cho dễ quan sát hơn à. Mà trông giao diện nó vẫn hơi tối màn hình, mình xem nó phát mất bố màn hình rồi đó. Nó thôi đánh giá một chút xíu là có tiến bộ, có sự cập nhật thêm tướng và vừa đại chiến. Mặc dù chưa nắm hết tất cả các tướng, nhưng mà có thêm cái sự lựa chọn khác. Con này liệu có win được không? Ý là con này choáng được thêm là tốt rồi, mình thích những con hiệu ứng khống chế. Các bạn thấy một điều là mình vào các web khác thì mình cũng chả biết gì cả, đúng không? Mình cũng phải đi tìm hiểu với các bạn thôi. May mắn thì mình vô địch, không may mắn thì phải chịu đấy. Chứ còn thực ra cũng đi tìm hiểu với nhau thôi. Chủ yếu là thu tiền thì cái thời gian bỏ ra đánh phải nghiên cứu thôi. Và cái kỹ năng đánh thôi, chứ còn bản chất thì kết quả cũng mong manh thôi. Ok không? Nói chung tướng mới xịn đấy. Rồi mình đã nhắm nhắm cái con vua biển đấy rồi. Tiếp tục sang bên này, tiếp cái cửa này thì cho mạnh hơn tí nữa đi. Mình sẽ có thêm những con tướng gì mới, mình rất là quan tâm những con tướng mới nhé. Thì những con tướng mới sẽ có tạo sự khác biệt gì đó. Tại các web chưa đánh bao giờ cũng phải đi quan tâm một tí. Này có Aokiji. Có hai búp cho Aokino. Cái này cảm giác tỷ lệ đóng băng thì cũng cao lắm. Nếu dùng con Marcelan với con Jimmy thì sao? Nếu để Marcelan hứng đọt ở trên, Aokiji ở dưới, Jimmy yểm trợ. Búp hai đầu. Thử để vầy xem sao nhé. Cứ đánh thử xem tình hình thế nào tính tiếp. Đây bạn thấy búp phát này 50 nộ, búp 2 phát là con này nộ luôn. Thì bên này nó quái om chỗ đấy là nó búp phát 50 nộ, dẫn đến việc là địch rất nhanh đủ 100 nộ với những cửa hai búp. Đánh cái vẻ vỡ trận hơi nhanh không? Đóng băng đi! Đóng băng thì toàn 5 con thế này cũng ngầu ấy nhỉ, mỗi tội không nộ liên tục. Đóng băng 5 con mà không nộ liên tục thì cũng khó. Giờ không may nó hỗn loạn phát cũng toi. Con kia đánh là không giảm nộ cơ. Bên này con tóc hồng thường đánh nó giảm nộ, con này đánh nó không giảm nộ. Thôi để cho mạnh hơn tí xíu đi. Bên này nó hơi áp lực cái chỗ kia tí. Ho đi Dosun. Nếu Dosun choáng tốt, Ho đi choáng tốt thì sao? Lafite mê hoặc. Một con búp. Để tạm Inazuma hứng đòn xem, thử xem sao nhé. Để con búp này lùi xuống đi. Này ở sau đi. Quan trọng là hiệu ứng được nhiều không đó. Bên này cứ hỗn loạn cũng không phải 100% nhé. Nó hên xui thôi. Nên
Nói chung là sang mỗi web khác nhau nên có những cái đặc thù khác nhau. Đòi hỏi bạn phải quan sát và đi rút kinh nghiệm dần dần. Nói chung là mình không biết bên web này nó cập nhật từ bao giờ. Ngày xưa mình đánh hình như là không có như vậy đâu. Còn bây giờ bắt đầu có sự thay đổi chút xíu rồi đấy. Lafite có mê hoặc không? Được có hai con thì hơi căng. Tại vì không thích con Hody lắm thì cho mạnh hơn tí nữa. Mình còn nhiều lần làm mới mà. Thì là mình đánh lúc này là vừa sang 4 giờ sáng, bạn thấy vừa tăng thêm lượt nhé. Mình đánh lúc giao trước 4 giờ sáng một tí, bây giờ sang 4 giờ sáng rồi. Còn 60 mấy tiếng nữa. Đây, bây giờ mình tí là thích cái con Wadasumi này. Con này là đảo nghịch cá này. Có Hody, Lafite, cho Sanji với Frankie đi. Con này choáng tốt để Hody choáng giữa, con này choáng một bên. Thôi cho nó choáng búp thì hay hơn nhỉ. Nếu mà choáng tốt thì để cho Sanji ở đây bắt được, thì con này ở đây đốt cháy, thử xem sao nhé. Phải chăm chỉ xem trên báo để quan sát cái khả năng của tướng nhé. Vừa vào phát nó hụt xử rồi. Choáng đi. Choáng bớt để cho địch nó không đủ nộ, tiện đứa còn giảm nộ luôn cho địch nữa nộ. Thì bên này nó toàn búp 25 à toàn búp 50 nộ để nó sinh ra cái giảm nộ với choáng là cũng đúng thôi. Để cho nó công bằng. Nếu không thì địch cứ bục phát nó nộ thì chết mình. Lafite có mê hoặc không? Mê hoặc thành công rồi. Hody quăng choáng nào. Lại hụt rồi. Chết hàng giữa hơi nhanh, Sanji vẫn còn sống. Choáng tiếp rồi đúng không? Bên này có đấy gần như là choáng 100% không? Nó không ghi tỷ lệ tức là gần như là choáng 100%. Sanji sắp hy sinh rồi. Nó đang đốt cháy khá là tốt. Cố lên nào. Lafite mê hoặc tiếp không? Không mê hoặc được. Choáng tiếp nào. Đừng để nó hỗn loạn nha. Không biết bên này có tính hỗn loạn không? Đốt cháy tiếp nào, địch cũng sắp chết rồi. Cố lên. Mê hoặc không? Không mê hoặc, rất tiếc là không mê hoặc. Thôi, nó đánh nộ đau quá. Nhưng có thể hy vọng được. Điều chỉnh lại chút xíu. Vì con này có cả giảm nộ mình cho đánh ở dưới thì được. Choáng ở phía dưới, cho Fanky đốt cháy phía trên. Tất nhiên với kỳ vọng Hody phải choáng tốt tốt một tí nhá. Nó choáng ngủ thì mình cũng mệt lắm. À mà để vậy thì không có hơi hơi ấy nhỉ. Để phế với con Lafite. Có thể Lafite lên sớm thì đánh sớm thì con này nó choáng ở dưới. Để cho nó không bị trùng hiệu ứng ý. Choáng trùng mê hoặc nó tính là choáng. Rất tiếc là hụt con búp rồi. Giảm nộ luôn nào. Choáng mà giảm nộ không? Giảm nộ rồi. Đánh cả hai phe, Hody còn sống vẫn còn hy vọng. Choáng tiếp. Đốt cháy tiếp. Đánh cả hai phe đau quá. Vẫn chưa giết được con kia. Đừng hỗn loạn nha. Ô, con kia đây ấy choáng liên tục nhỉ. Chưa được, nó đánh spam kiên trì tí. Đánh gần chết con phía trên rồi, đánh tiếp đi. Lúc nãy mình chưa mê hoặc được con búp ở trên. Phát này có mê hoặc không? Phát này mê hoặc thành công được khá phát trước rồi này. Để cho nó không được búp nộ. Choáng tiếp và giảm nộ tiếp. Hiệu ứng tốt, hiệu ứng tốt, hiệu ứng tốt. Đang hiệu ứng rất tốt, phát này có thể hy vọng win được. À như web này là cái web đánh như không bao giờ đánh nộ thì vậy. Mình nhớ một cái web không bao giờ đánh nộ. Hình như là web này chắc. Nói chung đánh nhiều web quá bị lẫn nhé. Nhưng có những cái web rất là ảo luôn. Thì để mình ngắm luôn sát thương các con khi nộ có đau không ấy. À không, cái web này như vẫn nộ đấy. Mình thấy có song đao nộ mà. Vẫn nộ, vẫn có nộ. Mới học được một con thì hơi ít. Wadasumi nào. Nộ. Đấm mạnh vào. Choáng là con song đao. Fanky đốt cháy tiếp vì địch sắp chết rồi. Có hy vọng rất lớn phát này. Choáng không? Không choáng được. Sanji đã bị che mất bởi con Wadasumi. Hiệu ứng tốt mà đam hơi bé. Trời ơi, sao Hody nộ gây cả đóng băng thế này. Đóng băng mà địch vẫn đánh. Địch mệnh cái game này. Ghét cái kiểu đấy thế. Chơi mấy game này nhiều web ức chế lắm. Hiệu ứng nó hiện thị ở đóng băng nhưng mà thực ra bản chất nó vẫn đánh bình thường. Thế mới đều chứ. Đánh cái buồn cười. Chơi mấy web này lạ, đâu đâu đánh đổi gió tí cũng vui. Mình sẽ đi học lại bộ tướng để mình ghi nhớ sức mạnh các tướng. Cửa số 7. Hiện tại chỉ cần đến cửa 10 là mình đã vào được trong top 10 đấy. Còn lên được top 1 không thì từ từ tính tiếp. Này có Robin, có Boa, có A cho mạnh hơn tí nữa. À, để ý tí con tướng mới con Daruma này. Daruma ở đây là vật lý là dùng hàng hàm răng cá gây sát thương một mục tiêu xác suất
làm mệt mỏi mục tiêu trong hai lượt không tăng nộ. Mệt mỏi thì không thích lắm, thích cái khống chế. Tiếp tục ở đây chiêu tuyệt chiêu của nó là gì? Gây sát thương toàn bộ đội, thiêu đốt hai lượt. Sát thương thiêu đốt có liên quan đến tấn công tuyệt chiêu của bản thân. Tự hồi 25 nộ nghe không hấp dẫn lắm nhỉ? Không hấp dẫn lắm, chỉ được cái là tướng mới thì không biết chỉ số có tốt hơn không. Nhưng mấy con đi cùng thì hơi yếu cho làm mới tiếp đã. Nó phải tương đối thì tí mới dám thử. Con này mới cho vào. Mấy con tướng phẩm tím này nên đọc một tí. Kỹ năng vật lý dùng chảo khổng lồ đập kẻ địch gây sát thương toàn bộ địch, giảm 40% tấn công tuyệt chiêu của các mục tiêu xuống trong một lượt. Có xác suất 3% gây choáng mục tiêu nhiều máu nhất một lượt. Cứ có khả tỷ lệ gây hiệu ứng là mình sẽ tính đến dùng. Kỹ năng tuyệt chiêu của nó là gì? Kỹ năng nộ. Dùng chảo cỡ to và nặng, uy lực gấp đôi, sát thương gây ra cũng gấp đôi, gây sát thương toàn bộ địch, có xác suất 30% làm mục tiêu bị hỗn loạn trong một lượt, giảm 50 độ toàn bộ địch và đồng thời thêm một lần sát thương toàn bộ địch, lượng sát thương dựa theo vật công và bỏ qua vật phòng mục tiêu, hồi phục 50 độ khí. Rồi, ok, có hiệu ứng, con này có thể dùng được. Với con Deccan là hai con này. Swag bên này không biết có còn giữ được khả năng choáng, vẫn có choáng không? Thì cho Swag vào tí vậy. Mấy con đi cùng hơi yếu nhưng mà đang xem đánh mấy con này có thể đánh thường có hiệu ứng thì có thể thử một tí. Và lấy lại mấy con này ra hứng đòn nhá, sức tấn công chắc không hy vọng được đâu. Ở đây thì con Vanessa thì mình phải để hướng này để cho đánh được nhiều mục tiêu, được 3 con. Con này đây hên xui choáng, có thể choáng có thể không. Ở đây thì chắc cho mấy con này hứng đòn ở kia. Hơi khó nhỉ. Để con này đứng thẳng đây, song đao bên này có vẻ hiệu ứng nó không nhiều lắm đâu. Hay để mấy con này lên chết trước đi, con này đứng ở dưới cùng. Đánh vầy vô tình nhiều khi thì ăn hiệu ứng không nhỉ. Bên này cảm giác hiệu ứng nó không có mấy. Hơi không thì cứ chắc ăn, con này nãy mình đọc như hiệu ứng nó mê hoặc không? Mê hoặc thì không nên để trùng. Không thì cứ để con này lên đứng thẳng thế này thì Swag với tỷ lệ hiệu ứng nó thấp đó. Để đây hên sư choáng, búp thì choáng. Mấy con này hứng ở giữa, tất nhiên có thể làm mồi con song đao nhưng mà toàn con đánh ấy. Con này đến đánh hiểm trợ phía sau, con này đứng ở giữa. Thử để vậy xem sao, mình đánh thử trận đã. Xem khả năng gây sát thương thế nào. Mấy con này khổng lồ quá, che màn hình hơi nhiều nhé. Đéo ra hiệu ứng. Còn Van Death thì gây mê hoặc rồi. À không, mình như nãy choáng rồi, choáng nhạc công không? Mình không mất máu thì choáng nhạc công thành công rồi. Chẳng qua nhanh quá không kịp nhìn. Phát này không được, nhưng mà đánh nộ cả hai phe đau quá. Nhưng mà để tại Van Deck đang mê hoặc rất tốt con võ sĩ. Trông team rất phèn mà khéo lại thắng ấy nhỉ. Hiệu ứng không? Không hiệu ứng được. Choáng, à mê hoặc tiếp rồi. Cố lên nào. Có sống không? Chuẩn bị nộ rồi. Ôi thôi chết, tưởng đánh thường chết à. Đậu phộng nó gần được, đánh lại đi. Có hy vọng đấy. Tiền thấy là có hy vọng. Choáng không? Choáng thành công. Choáng tiếp không? Không choáng được. Mê hoặc. Thành công mê hoặc rồi. Mình hơi hoài nghi cái hiệu ứng hiển thị ở đây. Ví dụ con kia đánh vừa gây đóng băng nhưng mà đóng băng mất luôn, kiểu bị lỗi hiệu ứng ấy. Chứ hình như con đấy không phải đóng băng mà chỉ là hiển thị như vậy xong mất luôn. Thế này ra nhiều khi game nó ảo lắm, không biết nó làm một lần. Cố đây nào, có trụ lúc nộ được không? Giá có thêm con búp thì tốt mà không có búp. Ở sao con đấy cần đánh một mục tiêu nhỉ? Mình tưởng đánh cả hàng phía sau nhỉ? Hay lúc đánh nộ à? Chắc mình nhớ nhầm đánh nộ chứ. Toàn đánh kiểu suýt thắng chưa thắng được. Đả vị trí tí đi. Cái này để con nào che chắn cho con Fan Dream nhỉ? Con này như ở trong cái đoạn mà giao thoa cái đảo Domingo. Giao thoa cái đoạn đi qua Red Rosa rồi. Nhưng mấy con mới đa số là khống chế khá là tốt chứ. Chẳng qua điều có sống sót mà nộ được không đâu. Đấy phải nộ đánh theo cái hàng đấy. Ôi trời, nộ ngon thế, hỗn loạn luôn rồi. Cố lên nào, cơ hội ra rất lớn, cái liễu đi. Ok, ngon rồi, phát này chắc là win chứ. Con Van Death gần như là, Deccan gần như là sẽ mê hoặc mà. Win rồi. Con này đánh cả xoáy ấy. Lên được hạng 19 rồi, tiếp tục cửa số 8 nào. Deccan tiếp phải kiếm con miễn dịch mê hoặc đã.
mấy cái web này thường thường cái kiểu mấy con kiểu CLC nhưng cũng mạnh lắm. Nhưng chẳng phải kiếm mấy con tương đồng để thử. Do Sun Zoro Lucy, con Lucy bên này cái web nào Lucy ăn hại đó, không biết phải web này không. Mạnh hơn tí nữa. Ôi tôi vừa bỏ qua Baby 5, đã đi đọc con Baby 5, ấn lỡ tay. Thế con Baby 5 đi đọc qua một tí. Lo Hordy Funky. Hơi hoài nghi con lo bên web này. Funky này, Tashigi này. Nếu mình chơi một búp, nếu con lo đánh đầu xem có liệu có choáng, có liệu có tê liệt cao không. Nhưng mà Tashi để đây thì rất là khó hiệu ứng nó. Nếu để đây để né búp thì nó ho đi quăng xuống choáng dưới. Mình thử đánh thử một lần, mình xem qua hiệu ứng cái thứ nhé. Đây lo bên này nó không tê liệt 100% được, nó hơi khó. Được cái phát này Tashigi đánh thường thì tỷ lệ choáng lại thành công thế nhỉ. Có tỷ lệ choáng cả các web, nhưng mà web này có vẻ đánh phát đầu choáng, không biết ăn may hay là choáng tiếp. Ăn may được, nó không phải choáng 100%. Hơi cho mạnh hơn tí nữa thì lo bên này phế quá. Đọc qua tí Baby 5 tí để cập nhật tướng nhé. Cái trá quỷ đây đầu tiên là có khả năng gì không? Trá quỷ Buki Buki no Mi cho phép cô ấy biến đổi thành cơ thể thành cô ấy thành bất cứ dạng vũ khí nào tùy ý. Đây chỉ là miêu tả thôi, nhưng đây có khả năng này. Khi đánh thường và nộ tạo thêm một lần sát thương ma công x2 bỏ qua ma phòng à? Rồi ok, nghe có tí khả năng. Tiếp tục ở đây kêu đánh thường này. Gây sát thương một mục tiêu đồng thời hồi phục sinh mệnh bằng số sát thương gây ra. Hồi phục bản thân và đồng đội 25 nộ. Còn tiếp tục chia đánh nộ là gây sát thương toàn bộ địch đốt cháy trong hai lượt sát thương đốt cháy dựa vào ma công bỏ qua ma phòng. Thêm một lần sát thương bằng 10% máu tối đa toàn bộ địch. Nếu mục tiêu nào đang bị đốt cháy thì Baby 5 sẽ hồi một lượng sinh mệnh bằng 5% sinh mệnh hiện có của ấy. Hiện có của các mục tiêu đó. Đồng thời là tạo khiên một 5% sát thương. Có vẻ thiên về hỗ trợ chống chịu hơn là tấn công nhỉ. Nên dùng thử không? Đây có Baby 5, Kaya, Jessica. Mấy con đi cùng yếu quá, cho mạnh hơn nữa đi. Có Phục, à đây có các em này, con cái ông cầm cái ông khổng lồ nãy này. Em Lily. Lily ở đây trái quỷ của nó là gì? Nó sẽ có thể lấy linh hồn của người khác để làm sức mạnh của Ruby. Sau mỗi lần hành động tăng sẽ tăng thêm trạng thái phụ cho bản thân, tăng 1000 điểm ma công kéo dài trong 10 lượt. Trạng thái này có thể lặp lại. Đọc cũng chả hiểu gì lắm. Chiêu đánh thường ở đây là hồn chấn sóng âm, sử dụng gì? Sự chấn động của sóng âm tấn công địch, gây sát thương toàn bộ địch, có xác suất gây choáng mục tiêu một lượt. À mình chỉ quan tâm với câu gây choáng thôi. Tiếp tục là chức năng nộ ở đây là gì? Hồi phục thân hình khổng lồ, dùng đĩa khổng lồ để đánh đối thủ, gây sát thương toàn bộ địch, có xác suất gây choáng. Rồi, cái này có gây choáng dùng được, con này dùng được. Choáng với mê hoặc này. Này đánh toàn bộ địch à? Toàn bộ địch thì sợ nó choáng đúng con đang bị mê hoặc thôi. Có Eva này. A đi. Dùng Hiridat đi. Ở đây thì mình sẽ phải dùng Hiridat ra hứng đòn đi, Fuka ở sau khống chế đi. Con này gây choáng được thì có thể để đây. A nhây con này hay để có búp nhỉ? Để búp lên hứng ở trên này đi. A nhây con này không cho nó độ. Tấn công nhé. Chơi xong web mới cứ đi mò từ đầu. Nói chung có cái thú vị, mình sẽ phải đi tìm hiểu lại một tí. Mà hy vọng sẽ kết quả vẫn suôn sẻ, tại bây giờ nó đang sang giai đoạn đi đuổi thôi. Ồ, khởi đầu có vẻ hơi xui nhỉ, để nó đánh vỡ tim hơi nhanh. Liệu có nên đổi tướng đi một tí xíu nhỉ, cứ nghe cái vỡ trận hơi sớm. Chết hơi sớm. Có mạnh hơn tí nữa đi. Nãy có thằng người tuyết chưa kịp đọc, các bạn mấy con đi cùng nó yếu quá, chẳng muốn đọc. Tí nữa xem nào tiện cái team nào dùng được thì đọc. Này Van Ogre, hai con này chơi choáng. Mạnh hơn tí nữa. Đó cả hai bố con này, hai con chơi choáng này. Thêm Do Sun choáng là ba con này. Hay chơi siêu choáng cộng giúp đọc nhỉ. Nếu mình dùng con này choáng này, con này cũng choáng này. Con này choáng nốt, con này đứng nốt sau. Nếu vậy chắc phải để con này choáng ở dưới. Mà lăng hy sinh hứng ở đây. Cho bút nộ ấy. Tại vì các bạn mấy con này nó nộ khỏe hơn đánh thường. Đánh thử nhé.
sợ dính khống chế đâu, chứ không khống chế thì đánh chờ cầu choáng được. Choáng thành công, nhạc công ở dưới một cái đánh đau đấy. Các bạn 24 độ đau quá nhỉ. Nghe chừng thì phải choáng sớm con búp, không choáng sớm con búp thì cũng dở lắm. Để nó búp đủ nộ sớm rất là nguy hiểm. Nó búp toàn 50 nộ phát mà. Mình đi cho một con lên choáng, mình để con này lên choáng con búp thì sớm. Thế để Rosun choáng con này đi, mà đang đứng sau. Để không choáng búp thì nó đánh nộ rất là sớm. Cái 50 nộ phát rất là áp lực nữa. Choáng đi. Ô nó vẫn nộ, tỷ lệ choáng luôn. Không thì đẩy đo sun lên. Vẫn để cái này núp ở dưới này để đo sun lên đánh trên. Làm sao cả không cho nó nộ tơn một. Con này may mắn là choáng được con pháp sư này. Như vậy choáng hụt con búp. Nhưng được cái nó sẽ chưa nộ sớm được. Để nó nộ phát được như bay tim của mình rồi. Cái con Lily này đánh kiểu hên xui thì nó khó. Con này vừa bị khống chế xong. Con này để nó nộ được chắc lại thua, xem thêm lần nữa. Đánh cầu may một chút xíu đó. Cái này choáng thành công búp. Choáng tiếp không? Choáng tiếp con búp rồi. Tạm thời cản địch không cho nộ. Nhưng mà hình như không rút độc được con nào cả. Không biết con kịp nộ không? Sợ nó gây khống chế. Con kia to quá nhìn không rõ. Phải ấn chữ xem búp mới rõ được. Xem búp ở đây hiện tại thì không vấn đề gì. Mà nhìn vào cái chắn màn hình thì hơi khó quan sát ấy. Để tướng to quá. Chuẩn bị nộ nào, cố lên nào, chuẩn bị nộ nào. Hồi chết xử trước khi nộ rồi. Ông này không biết có kịp nộ không, chắc là kịp nộ chứ. Con kia đánh mỗi hàng dưới thôi mà. Rút độc trước khi chết nào. Thôi chết mất rồi, đậu phộng nó không nộ cố là phát. Thử thêm lần nữa đi. Thì đang cầu nó nộ được. Đánh về chấp nhận mạo hiểm có thể sẽ bị mê hoặc nhé. Phải chấp nhận vậy. Cái này bị mê hoặc rồi. Choáng đi, choáng thành công hai con đầu một lợi thế. Hàng dưới còn sống vẫn còn hy vọng. Cố lên nào, vẫn còn hy vọng. Đó Sun choáng tiếp không? Không choáng được, lại bơm máu chính nó. Cái này con kia nộ được không? Bọn này nó không giảm nộ không? Nó không giảm nộ nên mình có thể nộ được. Xoáy rồi, hỗn loạn rồi, nhưng mà không chết được nó. Thôi cho mạnh hơn tí nữa. Đánh vầy cầu máy phải hơi lâu. Tướng nó chưa chuẩn lắm. Cho mạnh hơn tí nữa. Xem một tí hình dung sức mạnh tướng nữa. Bắt đầu sang giai đoạn tiêu vàng nhé. Cái này gọi là Kiemon nữa. Xem cái con này có khả năng gì nữa. Con này ở đây nó là chiêu vật lý. Dùng kiếm được luyện qua cực độc, tấn công đối thủ gây sát thương hàng ngang địch, làm cho mục tiêu trúng độc trong 2 lượt, có khả năng gây choáng mục tiêu. Tôi hỏi bên này nói chung rất nhiều con mới đa số là có khả năng gây choáng. Nhưng mà đây có khả năng à? Có khả năng gây choáng mục tiêu một lượt, tức là không phải 100% đúng không? Tiếp theo là đồng thời dùng nhiều đao triển khai sức mạnh xuyên kích sắt thép tấn công địch, gây sát thương cho hàng ngang của địch, giảm toàn bộ địch 30 độ khí, đồng thời hồi 35 độ bản thân và tăng bạo kích cho toàn độ. Vừa khả năng khống chế vừa khả năng hỗ trợ team. Dùng thử. Tiếp tục là con Lee này gây choáng. Đo Sun gây choáng. Búp. Lucy không biết có tác dụng gì không nhỉ? Lucy kiểm tra Lucy bên này nhé. Gây sát thương hàng ngang địch, giảm sức phòng thủ mục tiêu. Nó liên quan đến phòng ngự không? Rồi. Nếu để Lucy đi hứng đòn ở trước thì sao? Để con này đứng sau khả năng gây choáng hay xui ở đây. Con đo xui vẫn vắng choáng con búp, không cho để cái nộ sớm. Một búp hỗ trợ phía sau, con này đánh gây choáng tiếp. Thử xem sao nhé. Nhưng mà sao lại hiển thị hiệu ứng, lại hiển thị là tăng phòng thủ cho địch nhỉ? Đây. Nó ghi là giảm tất cả sát thương phải gặp này. Nó giống như cái bên này, nó đúng như kiểu là Lucy đi búp cho địch ấy. Đấy, nó búp cho địch cái này nhé. Ảo vãi trưởng thế. Cái hiệu ứng ở đây giảm tất cả sát thương gặp phải đấy. Ô định mệnh đấy chứ. Sao ghi kia là giảm phòng thủ của địch mà lại giảm quân ta ấy. Để đi búp cho địch ấy nhỉ. Con Lucy ảo vãi trưởng ra. Đánh thì cũng đau đau đấy mà trông nó hơi ảo. Cái này chém trông hơi tầm thường thì thôi cho đổi team mới. Trông con Lucy nó ảo ảo thế nào. Búp phòng thủ cho địch ấy.
Domingo, Van Auger, Siahosi, còn Lily, lại còn Aelika. Đây chắc là dùng con Van Auger hên xui choáng thì cho nhanh. Thế lại hứng đòn Domingo quật phía sau đi. Thì thôi lại để con này đứng trước, con này đứng dưới. Hỗ trợ cho team nộ, hy vọng sẽ nộ được. Choáng đi, choáng là con búp, một lợi thế nhỏ nhỏ. Có mê hoặc không? Không mê hoặc được, có choáng không? Không choáng. Bị khống chế búp thì Domingo lại nộ chậm rồi. Không sao, vẫn có cơ hội nộ được. Không mê hoặc con nào, choáng không? Không choáng. Van Auger choáng tiếp phía sau. Nộ đau quá, búp lên, Domingo chuẩn bị nộ. Mê hoặc đi, mê hoặc đi. Mê hoặc được hai con, CLC có choáng thêm cái gì không? Choáng được một con, đánh gần chết CLC. Choáng tiếp không? Choáng được con búp. Domingo quật vào, chưa được. Có Domingo mới nên thử lâu lâu thêm tí không? Mà Domingo nó miễn dịch mê hoặc thì tại sao mình không để Domingo lên hứng nhỉ? Để Domingo miễn dịch mê hoặc mà. Để con Van Auger đứng ở dưới này cũng được. Để con Domingo lên trên đi. Không để cái này lùi xuống tí, con này lên trước nhỉ? Không phải để con búp này lên đầu này. Búp lên đầu thì may ra Domingo mới độ sớm được. Thì để vậy cái gì Van Auger nó choáng. Choáng thì sao nó choáng lâu luôn. Thử vậy xem sao nhé. Mê hoặc thành công đầu tiên là một lợi thế. Choáng đi. Không choáng được. Choáng không? Vẫn không choáng. Domingo chuẩn bị nộ nào. Mê hoặc. Mê hoặc được con nhạc công rồi. Tạm thời con Ly an toàn. Ly liệu có choáng thêm không? Choáng được hai con phía trên một lợi thế. Van Auger choáng ở phía sau. Đang có ưu thế. CLC choáng tiếp không? Không choáng được con búp. Nhưng mà choáng được khá nhiều rồi. Cố đây nào. Búp cho nào đây. Búp trúng CLC à? Cũng được. CLC có thể ra đòn được. CLC choáng thêm không? Choáng cái đầu tiên nào. Choáng cái đầu tiên thật rồi. Domingo mê hoặc đi. Mê hoặc nào, mê hoặc nào. Mê hoặc có búp rồi. Đang khống chế rất tốt. Đang khống chế rất tốt. Van Auger tiếp tục choáng tiếp. Domingo chuẩn bị nộ tiếp. Domingo kết liễu địch đi. Kết liễu đi. Kết liễu nhanh lên. Kết liễu nhanh lên. Mê hoặc được một con hơi ít. Búp lên không không đủ nộ rồi. Không đủ nộ rồi. À nó đánh tăng nộ à. Đầu phòng con kia đánh tăng nộ cho mình mà không giảm nộ. À vãi trở ra. Búp trúng Domingo. Domingo mà sống sót được thì có thể hy vọng con kia đánh chết con pháp sư. Không chết. Ôi trời ơi. Gần được rồi không được. Đánh lại đánh lại đánh lại. Có hy vọng đấy, có hy vọng đấy. Có thể hy vọng được. Bên này tỷ lệ mê hoặc nữa không phải 100% nữa, có thể hy vọng được. Con này choáng là hai con được lợi thế. CLC không bị ăn choáng là tốt rồi. À không bị ăn mê hoặc là tốt rồi. Domingo nộ. Khống chế. Choáng thêm nào. Không choáng được mấy nhỉ. CLC choáng nữa không. Choáng tiếp con đầu tiên là ngon rồi. Choáng con gây sát thương là được. Con búp thì không quan tâm lắm. CLC để được búp nộ tiếp. Ly choáng không. Không choáng được. Van Auger lại choáng tốt hai con phía sau. CLC có choáng nốt không. Không choáng được con đầu tiên, nó gây sát thương rồi. Nhưng vẫn còn nhiều máu. Mê hoặc đi, mê hoặc đi. Không mê hoặc được con pháp sư. Nó đánh thì sợ chết hàng dưới. Choáng không. Không choáng. Chết hàng dưới mất rồi. Vẫn còn hy vọng. Mặc dù hy vọng này hơi mong manh. Nó đánh nhiều lần khéo win đấy. Con này vẫn thua thôi nhưng mà đánh nhiều lần có thể hy vọng được. Nên spam tí không nhỉ. Ở đây mình đánh ở cửa 8. Mình còn rất nhiều lượt nữa. Spam vài lần đi. Không win được lại đổi lại vị trí tiếp. Hay mình chấp nhận đánh chậm tí để cho Domingo lên trước. Con này lùi xuống. Cho Van Auger đứng trước đi. Nếu mình chấp nhận chơi kiểu này thì sao? Xem lại nhé. Mình cho Domingo phủ đầu luôn. Các bạn biết con này đánh nó gây tăng nộ cho Domingo. Để vậy hoàn toàn Domingo vẫn có thể nộ sớm được. Ờ không, không nộ sớm mà vẫn thiếu 25 nộ. À không tăng à? Mình cứ tưởng nó tăng được. Không đánh về vỡ trận hơi nhanh. Nhưng đánh cầu may cũng phải để vầy. Nhưng mà nếu đã để vầy may mắn vầy rồi thì có thể đổi chỗ con này xuống nhỉ. Nhưng mà để Van Auger choáng trên thì hơi vô dụng nhỉ. Choáng dưới hợp lý hơn. Nói chung là đây mình còn bao nhiêu lượt nhỉ. Mình còn 16 lượt. Chưa tính cái lượt mua nhé. Đánh đây khoảng tầm 5 lượt nữa không win thì đổi nhé. 1 này. 2 này. Thế cần may mắn hiệu ứng rồi. 3 này. 4 này, lần này không win nữa đổi nhé. Thôi đổi, đổi còn đi đánh xa hơn nữa. Xem bà Tsuru này trong này nó có khả năng gì nhé. Vật lý gây sát thương hàng dọc hồi cho toàn đội 25 độ khí, chỉ có búp vậy thôi à? Trái quỷ thì có khả năng gì? Trái Goshu Goshu, hệ siêu nhiên, có thể giặt kẻ địch như quần áo. Như giặt quần áo và có thể biến kẻ địch trở thành gì? Phẳng phiu, cái này chỉ tác dụng miêu tả khả năng trái quỷ thôi, chả có hỗ trợ được cái gì. Còn khi đang nộ gì gây sát thương mục tiêu, khiến cho mục tiêu bị mê hoặc trong một lượt, giảm toàn bộ địch 40 độ khí và toàn bộ đồng đội
gì vào hồi cho toàn bộ lượng máu cho Ma Công rồi. Nói chung là con này chơi phải chơi nộ ấy. Đánh thường có vẻ nó không ăn thua rồi, để cho mạnh hơn nữa. Quan trọng là tướng thôi. À giờ có cả người khổng lồ đấy cả. Con Little Waji. Con này đây vật lý ở vác đao lớn chém thì gây sát thương một mục tiêu và làm mục tiêu bị choáng một lượt là lại có choáng tiếp. Ma pháp ở đây là gì? Vận dụng sức mạnh ma nhân tấn công gây sát thương toàn bộ mục tiêu có tỷ lệ 30% làm choáng mục tiêu. Rồi ok, có khả năng choáng được. Con này dùng được. Vậy là có con này choáng này, con này cũng choáng này, con này mê hoặc này, có ba con dùng được, một con búp. Lấy tạm một con, lấy tạm con Joju hứng đòn đi. Nếu là Fuka bắt ở dưới quáng mê hoặc địch, con này ở đây quáng choáng ở đối diện. Con này gây choáng, xác suất gây choáng mục tiêu cho choáng ở đối diện. Con này đây hỗ trợ choáng ở đây, con này búp ở dưới. Thử xem sao nhé. Cái đầu phộng cái con thằng con OG này nó to quá, nó che hết ba màn hình rồi con đâu. Để vậy thì con Fuka ra đòn hơi chậm thì hơi bất lợi nhỉ. Nếu vậy đặt niềm tin là Fuka không chế được thì cho Fuka lên trước thì mới đúng. Tất nhiên đây Phan không chế khá tốt này. Nhưng mà cái con Oan này nó to quá, nó để con tướng to thế này thì đánh thế béo. Nhìn tốn màn hình quá đi mất thôi. Nói chung con này gần như là choáng 100% đấy. Như vậy có thể để nó đánh sớm lên tí được. Rồi mình đẩy con này lên choáng sớm đi. Con này hứng ở dưới được. Hay để hứng ở giữa nhỉ. Con này choáng đầu rồi. Để Fuka lên trước đi. Như vậy thì con Joju ở đây hơi thừa nhỉ. Để Fuka đánh sớm để khóa búp luôn, không cho địch cái nộ sớm. Nhưng mà Joju trường hợp này hơi thừa, để Joju đi tấn công phía trên, búp ở dưới, tấn công nhé. Choáng 100% ấy mà. Choáng đi, không choáng được. Nó choáng tốt thì cái con Waji rất dễ nộ, thế thì còn khống chế được con đối diện rồi. Thì xác suất nó nộ được khá là cao. Chọn mấy con kia có sống được không nữa. Có lẽ để vầy hay hơn này. Mình để con Waji choáng thẳng con nhạc công đi. Thì để con này lên trên đứng núp sau thì con Joju có hữu dụng một tí, không để con Joju nó hơi vô dụng. Thì nó coi như che chắn con kia tỷ lệ gây choáng. Con này mê hoặc được một con thì hơi ít. Rất tiếc là không choáng con nào. Nhạc công thì ăn choáng 100% rồi. Nộ đau quá. Mê hoặc tốt hai con phía dưới có chút lợi thế. Mình gần như không sợ cái nhạc công độ rồi, đứng đối diện là con khổng lồ rồi. Quan trọng là khống chế tốt không, đang hỗn loạn tương đối tốt. Hỗn loạn thêm không? Hỗn loạn gần hết thì vẫn trưởng pháp sư. Vẫn còn hy vọng, mê hoặc tốt rồi. Cố lên nào. Vẫn chưa diệt con pháp sư, vẫn hơi nguy hiểm. Nộ được là tốt rồi, nộ được là win được, nộ được là win được. Ô, chết à, đậu phộng lắm, vẫn còn hy vọng. Ôi giời ơi, tí máu không chết. Này spam đi, này có thể hy vọng được. Phải thắng chứ. Ồ, vẫn thua. Spam tiếp đi, cái này có thể hy vọng được. Đây win rồi. Lên hạng 13 rồi, cửa số 9 nào. Giá thêm cái búp nữa ở trên LG đóng băng nhiều cho sướng nhỉ, đây là ít búp quá. Watasumi, mỗi mi này là mạnh hơn đi. Này có con này choáng, con này mê hoặc. Con này đấm thôi. Búp. Cho tí Chlorine. Chlorine hứng đòn tí cho vui. Thì Fuka bắt ở đây. Con này băng choáng ở đây, GB đấm ở trên. Con để GB đấm ở dưới. Con này choáng này có búp thì hay hơn. Cái này nó búp kinh khủng hơn. Nếu để vầy thì con này lên trên nốt. Con này choáng búp sớm. Được ấy nhỉ, đánh thử nhé. Cũng chả biết được hay không, đánh thử mới biết được. Choáng đi. Choáng con nhạc công một chút lợi thế. Fuka có mê hoặc không? Mê hoặc tốt rồi. Khởi đầu thì khá suôn sẻ, né tránh nữa. Không biết phát sau có may mắn không thì không biết. Nhưng phát đầu khởi đầu khá tốt. Choáng tiếp không? Không choáng. Đánh thường đau thế. Mê hoặc đi. Dính được cả ba con là một lợi thế lớn, một lợi thế rất lớn. GB còn sống vẫn còn hy vọng.
Tim chuẩn bị nộ, rất là hy vọng cú nộ. Lily, nộ nào. Ok, chắc là win nhỉ. Fuka cái liễu rồi. Ok, ngon rồi. Jimmy, thì bị chết rồi, có một búp hứng đòn mới có hy vọng được. Có búp kia thì gần chết rồi. Còn mỗi con võ sĩ thì chắc giết được. Fuka mê hoặc đi nhỉ. Mê hoặc thành công rồi, kết liễu nó còn võ sĩ thôi. Có cảm giác con Ly nó đánh thường ngon hơn đánh nộ nhỉ. Cửa số 9 rồi, bây giờ lên cửa số 10 mình sẽ là con bò. Xem Kiemon tí xem nào, đang tiện đây sẽ có Kiemon. Kiemon đây, kỹ năng đánh thường vật lý. Lưỡi đao kèm lửa chém thẳng kẻ địch, gây sát thương hàng dọc địch có xác suất gây choáng mục tiêu, không tăng độ mục tiêu. Nhưng mà nếu về mặt lý thuyết con bò sẽ miễn dịch hết hiệu ứng. Không biết bên này con bò bây giờ nó cải tiến lên có thêm tướng có sửa kỹ năng con bò không thì mình không biết. Còn thường con bò sẽ là miễn dịch hết. Tiếp tục là kỹ năng nộ. Cú đánh tuyệt đẹp kẻ địch bị bao vây trong lửa, gây sát thương hàng ngang địch, tăng tỷ lệ bạo kích cho bản thân hồi 50 độ khí. Giờ đánh thử phát xem con bò bên này nó như thế nào. Như mọi lần là nó rất là khó đấy. Lần này không biết thế nào. Ở đây cho con này vào nữa. Thế tạm Mr. 2 đánh thử phát xem sao nhé. Sẽ có nộ nổi không hay nó đập phát chết hết luôn. Đập không chết hết luôn đâu, nhưng có tỷ lệ gây hiệu ứng không? Nhớ không nhầm thì có khả năng gây choáng. Khi em mon này đéo nộ sớm được lắm nhỉ. Khi em mon có kịp nộ không? Sợ không kịp nộ chứ. Không kịp nộ, đánh đau phết đấy. Từ từ tí xem lại chỗ này nó bị ăn hiệu ứng gì không nhỉ. Búp phát 25 nộ. Đánh không tăng nộ bản thân nữa à? Hay bị ăn choáng? Nhanh quá không nhìn rõ. Thử đánh lại lần nữa xem sao, nhìn nhanh quá không thấy gì cả. Nãy chắc bị ăn choáng, nhanh quá nãy chắc bị ăn choáng. Thì mình để hai búp hai đầu để cho khi em nộ sớm mà. Sẽ phát này nộ được không đã? Không thấm đúng không? Nộ không thấm. Kiếm con khác thôi. Có Ken thì có thể hy vọng Ken vách sắt, nỗi tội không có búp. Frankie thì khá là trâu. Deacon chơi Lucy. Thế team này hơi tiếc là không có búp. Nếu có búp thì tốt hơn. Tôi dùng tạo con này đi. Full body, đánh thử phát xem sao nhé. Con này nó miễn dịch choáng này, không chơi choáng được. Đánh vầy thì cũng phải có búp máu nhỉ. Không có búp máu thì hơi khó. Mình kéo đi kiếm Kaya Chopper. Cái đánh vầy đánh thường đến lần thứ 3 gần như mình chết rồi. Full body ăn may sống được thôi. Phải đi kiếm búp máu. Không có búp máu không sống được, đập đau quá. Cả lính trì này, đậu phộng. Chú lính trì sử dụng đùi trống trên tay đánh bại đối thủ, gây sát thương hàng ngang địch khiến mục tiêu bị trúng độc trong hai lượt. Chiêu nộ ở đây gây sát thương hàng ngang địch khiến mục tiêu có độ khí cao nhất không thể tích nộ trong 3 lượt. Cái này thì phải khống chế, không thích dùng cái này đâu. Còn đây cái thằng Rock đây, không biết có thằng đồng đội đi cùng người băng nữa không. Thì ở đây cái này, ở đây là gì, dùng súng lớn bắn đạn tạo sát thương lên toàn thể địch, kèm thêm một lần tấn công khấu trừ 30% máu của đối thủ. Còn chiêu nộ ở đây là gì, tạo sát thương toàn thể địch đồng thời kèm một lần tấn công khấu trừ, nói chung thiên về khấu trừ máu, không có khống chế gì cả. Tôi làm mới tiếp đã. Chỗ này mình đang cần những cái con khả năng búp máu cơ. Không đánh được mấy phát là chết thì cũng khỏi đánh đấm gì. Thì kiếm Chopper thôi. Chopper Kaya là hai con búp máu có lẽ là xịn nhất hiện tại. Có Kaya chơi cho Chopper. Con Baby 5 cảm giác hồi máu cũng nhiều. Hồi phục bản thân được đội 25 độ khí. Ồ, sinh mệnh số sát thương gây ra. Thử xem có trụ nổi không nhá, sợ không trụ được ấy. Nami, Rock. Rock có khả năng khấu trừ máu này. Con này giờ hơi vô dụng, thử tí. Hơi có búp, thử bay xem nó có trụ được không đấy nhá. Nó khấu trừ được boss không nhỉ? Boss sợ không khấu trừ được. Boss thì hơi khó rồi. Baby nằm ăn choáng nữa rồi. Nhưng mà Baby 5 có hội nộ này. Tại vì có Ly búp lên phát là đủ nộ, 575 nộ rồi.
mỗi con này sống giết được khá đam hơn một chút xíu, nhưng mà nghe chừng cũng không đủ sức, vẫn phải kiếm búp đủ 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 búp máu. Nói chung người ta kẹt ở cửa này nhiều cũng phải có lý do, không nói chung phải đi đi tìm cách để vượt qua để tạo sự khác biệt. Kiếm được mấy con búp máu. Kaya, Miela, Hoa, Smoke. Smoke không bị choáng, chơi chơi Smoke xem sao. Cậu với Kaya búp máu, thử nhá. Không hiểu sao thiết kế còn gì thì vào làm đéo thì biết nó có thấy tối màn hình. Phát này hơi đen tí bị ăn choáng thì chắc phát này đánh lại. Để phát này ăn choáng Kaya hai lần liên tục thì sẽ không tối ưu được sức mạnh. Ủa thôi game lỗi à? Phải đăng nhập lại game một chút xíu nhé, nó đơ xử rồi. Rồi ok, đăng nhập lại rồi, xong rồi đánh tiếp nhé. Vẫn giữ nguyên đội hình này xem nếu không bị choáng là tốt hơn không. Cái này không bị choáng có hy vọng nộ này. Ít nhất là được có sở mốc nộ được. Còn Kaya hỗ trợ kịp máu thứ không tính sau. Còn mỗi Kaya sống ở đậu phộng ấy chứ. Đánh lại đi, có thể hy vọng rồi đấy. Hết lần thất bại mua thêm lần nhé, mình còn 115 lần nữa, cứ mua lấy 10 lần trước đi. Chóa với mì hay là với ghét chứ. Nó nộ cũng đau quá nhỉ. Hay ăn chắc mặc bền hơn để hai bút bên trước đi. Sở mốc dễ nộ nhất cho xung cuối. Để nó nộ được cũng chết dở nhỉ. Có nào giảm nộ không cho nó đỡ nộ. Trong cái team ở đây cũng không có nào giảm nộ nhỉ. Bỏ tạo cho Corby búp đam, không có nào giảm nộ. Nó choáng ghê quá. Kaya cứu được mỗi con Zeo. Liệu Zeo có làm nên điều kỳ diệu không? Máu nó còn nhiều, được có ít. Chưa ăn thua mấy. Nói chung để nó nộ vào toi, để chắc phải khỏe hơn tí nữa đi. Kiếm thì cặp Chopper thì hơi khó nhỉ, Chopper Kaya kiếm thì hơi khó. Ken này. Cái dàn này, có Zoro bên này có hồi sinh không ta? Những cái này không có hồi sinh thì vậy. Akainu, Boa với Miela. Thử phát xem sao nhé. Lúc bế tắc cái đánh thử đi. Đánh đau quá. Rồi cái phát này nộ được này. Vách sắt được này. Vẫn chết. Rồi mỗi Ken sống à. Mình Ken được cân được không? Từ từ xem lại nãy xem sao nó mất máu nhiều. Zoro nó làm được điều đó hay con nào nhỉ? Nên thấy mất máu khá là nhanh. Con Boa đánh đau ấy. Mấy con này đánh thường nữa. Nên cầu may một tí cũng nhỉ. Vì nếu Akainu thứ nộ được thì cũng để hy vọng đấy. Thử thêm lần nữa nhé. Bị choáng một con búp rồi. Không nộ sớm rồi. Thử thêm lần nữa. Phát này không bị choáng có thể hy vọng tí này. Lại bị ăn choáng. Bên này Zoro nó không hồi sinh nhé. Thử thêm lần nữa. Ken bị choáng thì cũng dở. Cần Ken ra vách sắt để cứu team.
Vẫn cho mạnh hơn tí nữa. Làm sao kiếm được mấy con bơm máu đi cùng nhau chứ? Kiếm được bơm máu đi cùng nhau đánh dễ nhất. Bây giờ đi đánh mà chờ nó không choán thì cũng hên xui lắm. Đi cầu né tránh cái thứ thì lâu. Một cách chơi đó là cầu né tránh là một giải pháp, nhưng mà giải pháp đấy hơi cùi bắp, muốn hữu dụng hơn tí. Tướng thì đa số con mới này hình như là đọc qua gần hết rồi đấy. Còn đa số là tướng cũ thôi. Nó chỉ bổ sung thêm vài con mới ở đảo người cá nữa. Với đảo Red Rosa. Quan trọng bây giờ là kiếm được cái con, kiếm hai con bơm máu gần nhau cũng khó nhỉ. Ron nãy giờ chưa kiếm được. Thử tí Robin, biết đâu con nào phát sinh lại đánh khỏe khỏe đột xuất thôi. Chơi hai búp nhé. Cố xem biết đâu ăn may nộ được sớm. Đừng có choáng nha, không bị choáng đâu mới vô nộ được. Califano vào, nãy choáng với Robin. Sợ hết máu, vẫn hết máu, nói chung không có máu không sống được. Mạnh hơn Chopper Eva đi. Nami Usopp A đi. Không kiếm được cả Kaya, cả Chopper, đành phải chơi lẻ từng con một vậy. Rất tiếc khởi đầu đã choáng rồi. Đánh lại nhé, vừa nãy bị ăn choáng nên chưa nộ được tối ưu. Lại choáng tiếp hai con, thử lại tiếp đi. Mua thêm lượt nhé, mua thêm 10 lượt nhé. Con này né tránh một chút lợi thế mà không bị choáng thì có cơ hội Chopper có thể nộ được. Búp nộ cho team, búp khiên cho team nữa. Không bị choáng là tốt rồi, phát này Chopper nộ rồi. Phát này Chopper nộ được có thể hy vọng được. Chopper nộ buff cả team nè. Nami nộ tiếp nè. Usopp nộ, Eva. Cố đây nào, phát này có hy vọng, có khiên thì hy vọng sống được. Không bị choáng tiếp là ngon rồi, có hy vọng phát này hy vọng win là cao này. Không, mình định kiếm cả Kaya Chopper cho Châu nhưng mà rất tiếc không kiếm được, nhưng mà phát này hy vọng win là cao rồi. Cái liễu nào, ô không chết à, Chopper đừng choáng. Ây cái liễu rồi, ôi may quá, suy thua đấy, cũng suy thua chứ. Kiếm được hai con búp máu thì cứng hơn nhưng rất tiếc là không kiếm được, may một con cân được. Để Chopper bơm cả team sẽ lợi hơn Kaya. Nhưng mà bây giờ đến hạng 10, bây giờ vào top 10 rồi, giờ bắt đầu nghĩ dần đến việc tăng hạng. Còn tăng được không thì cũng không biết đâu, cứ đi từ từ rồi tính thôi. Quan trọng còn lượt roll, còn lượt làm mới, còn hy vọng. Có Hardy, có Robin, có Deccan, có Zeo và có búp. Giờ mình thử lại Robin bên này xem có choáng 100% đã. Bây giờ có thể Robin ở hàng dưới à. Deccan với con Van Deck này thì hai con này đều có thể gây mê hoặc đúng không? Con này lên trước, con này đứng sau đi. Robin ở đây, thử xem đầu tiên xem Robin có choáng 100% nữa. Khởi đầu thấy mê hoặc hụt rồi. Họ đi choáng đi, choáng thành công một con rồi. Robin choáng không? Robin bên này không phải choáng 100% với đen. Deccan đánh phía sau vẫn mê hoặc con phía trước à? Mình tưởng đánh phía sau thì mới học ở phía sau ấy. Cái phát này nổ được hiệu ứng một tí. Vẫn còn hy vọng, cố lên nào. Cố lên nào. Cái gì cũng ra đóng băng trên web này, cái gì cũng ra đóng băng. Nhưng đóng băng xong phát là mất luôn. Chỉ có duy nhất là cái gì là đóng băng thật. Còn đa số con kia toàn đóng băng giả thôi. Để trông thì đóng băng nhưng bản chất là không có hiệu ứng. Phát này cơ hội win là lớn đấy.
Ok, ngon rồi, win đấy. Nói chung cứ bình tĩnh mà đánh mà quan sát thôi, để xem nó rút kinh nghiệm thôi. Chứ đây vội quá cũng chả làm gì. Còn tận 60 mấy tiếng nữa cơ mà. Cửa này liệu có siêu yếu không nhỉ? Một số web những cái cửa kiểu này thường sẽ siêu yếu, cửa Kuja thường hay yếu. Nó cảnh giác tí kiếm còn vừa vừa thì đánh thử. Đây tôi Akainu này, Lo này, Boop này, Swag này, Kid này. Hy vọng nó có yếu chứ. Đúng rồi, đây cửa yếu không? Thường cái cửa Kuja sẽ yếu. Đánh vậy đánh con nào cũng sẽ win đấy. Để mình rút kinh nghiệm mình lưu ý vậy mà. Ok ngon, cửa này cửa kiếm điểm này. Có thể đi rất nhanh mấy cửa kiểu này. Cửa này người cá chắc lại khó, thường sẽ làm khó con người cá và sẽ làm dễ những con đấy. Thực ra cái này lần trước một bạn góp ý cho mình thấy đúng là thường cái cửa con người cá là cửa khó, còn cái cửa Kuja là cửa dễ. Thấy đúng chuẩn chuẩn đấy, thì tại quy luật nó khá là đúng. Này cho mạnh hơn tí nữa. Mình cứ vừa đánh thì vừa trải nghiệm, mình vừa chiêm nghiệm lại điều đó cho nó đúng không. Nami, Luffy, một cái lo bên này nó phế lắm. Cho mạnh hơn. Ken bắt một con này. Luffy miễn dịch mê hoặc. Shirahoshi. Nó thêm búp nữa thì cũng không tác dụng mấy nhỉ. Mạnh hơn. Có Domingo này, Chopper này, Connit này, Lily này. Để chơi 3 búp à? Thử chơi 3 búp xem sao nhé. 3 búp để Domingo lên đầu luôn, đánh sớm. Không có để nó ở giữa đi. Thử xem sao đó nhé. Khởi đầu không mê hoặc con nào. Ly có choáng không? Choáng là một con. Domingo mê hoặc nào. Khống chế khá tốt, đam tương đối ổn đấy. Chopper còn sống là ngon rồi. Choáng tiếp ở phía dưới rồi bơm máu lên. Ok, phát này win rồi. Nó sẽ có cửa siêu khó, cửa khó vừa và cửa siêu dễ. Thành ra là mình sẽ tùy vận may thôi. Để biết lối mình ướm để mình cố gắng rôn tướng ấy mà. Cửa 14 này. Mình thấy là dừng chân sau cửa 14 cũng nhiều thì có thể cửa 15 sẽ là cửa khó. Kiểu kiểu vậy. Nhưng mà cửa này mấy con này đây của bên ấy nhỉ. Cái này không phải Kuja mà của hội quán BD. Có thể nó sẽ yếu. Để bừa tướng sẽ có yếu nhé. Biết đâu nó yếu đỡ mất công. Yếu thật này. Đấy, cái cửa hội quán với cái bọn BD ở trong Iberdao cũng là yếu nhé. Tiếp tục đi tiếp. Tất nhiên cái này không phải khẳng định 100% mà thường thấy như thế. Rồi tiếp tục đến tiếp cửa số 15. Cửa này thấy nhiều người chưa qua, tức là cửa này nhiều khả năng sẽ là cửa khó. Và nó là cửa những con người cá, đúng không? Chúng ta sẽ đi kiếm tướng để giải quyết cái cửa này. Nó sẽ con ho đi ở giữa, còn song đao ở trên, còn con tóc hồng ở dưới, hai con búp. Và búp bên này toàn 50 độ đấy. Trông đi có vài ải nó đã vào top 10, bên này nó khó nên đi nó cũng vất vả lắm. Nói chung là nuốt trôi mấy đồng ở bên web khác không phải chuyện đùa nhé. Chẳng qua lấy cùng một giá cho nó bỏ công thu tiền đỡ lẫn ấy. Không thì bảo ôi sao mỗi web một giá, thực ra độ khó mấy web này nó cao hơn nhiều. Chẳng qua thôi lấy hết một giá cho dễ thu tiền, đỡ phải lăn tăn nhiều. Fuka, Domingo, Zeo, Hody. Đấy, búp vào mới cho nộ sớm được. Nhớ để Zeo ăn khống chế còn đối diện đây, cho hai con này khống chế hai đầu. Một búp đây hỗ trợ Domingo nộ sớm, thử xem sao nhé. À để vậy thì con Hody đánh trước nhỉ, quên mất. Để vậy chưa hợp lý. À vẫn win à, Đậu Phộng để sai vẫn win à. Mình đang định để con Hody lùi xuống tí là Zeo khống chế con Hody sớm ấy. Nếu này chắc ăn may rồi Zeo mình không bị khống chế. Đúng ăn may rồi. Tưởng thua mà ai ngờ thắng, xem tí xem thắng như nào. Đang định đổi lại vị trí đấy. Ai ngờ thắng luôn.
Cái này hiệu ứng Fuka tỏa sáng nhỉ. Domingo chắc khống chế họ đi rồi. Trời, Fuka khống chế 100% từ đầu đến cuối. Quá may mắn. Web này nó vừa thấy hiển thị đóng băng trên Audi, Audi vẫn đánh bình thường. Game với cái gì cũng hiển thị đóng băng nữa. Trông đánh với web này ảo vãi trưởng rồi. Còn mình Audi thì tốt rồi, đòn gồ nộ phát là kết liễu thôi. Lên được hạng 7 nhé. Cửa 16 này. 16 mấy con này như là yếu sao ấy? Ví dụ để thử Zoro này. Mấy con này trong cái đánh quanh trong Iberdao có vẻ yếu. Marco này, Conobub này, BG này, Ryuma để thử xem sao nhé, biết đâu yếu thật. Đánh phát gần chết thằng con, nói chung nó không khỏe lắm. Đánh mình gần như không mất máu, nói chung giết dễ thôi. Những cái cửa này cửa ăn tiền rồi, mấy cửa này đấy. Mấy cửa này đi roll tướng là nhục lắm ấy này. Mấy cửa này mà mình biết nó yếu thì mình không roll tướng là gì, là mình tiết kiệm rất nhiều lần roll. Còn nếu bạn nào không biết là đi roll là chết đấy, là coi như tốn rất nhiều, thắng thì vẫn thắng thôi nhưng mà rất là tốn thôi. Khi ta hiểu rồi nó dễ hơn rất nhiều rồi. Ấn hoàn thành rồi, cái này quá yếu rồi. Ở đây mình thấy là vèo phát từ 16 đến 20 thì mình nghĩ là có thể cửa 21 sẽ là cửa khó. Kiểu vậy. Nhưng mà đây cửa con này người cá, có nên đề phòng cửa người cá này không nhỉ? Rôn tướng vừa vừa tí để test thử cửa nhé. Domingo này, Jimby này, Nami này, Vista với lại Corby đi. Cho Corby hứng ở trên cho. Con này đứng ở dưới, Nami nhây ở giữa, Jimby đấm ở dưới. Test thử tí là có khó không đó. Rồi, cái sát thương cũng đau ấy nhỉ. Nhưng mình gây sát thương cũng đau không kém. Chắc là cửa vừa, nghĩ chắc là tầm vừa. Mấy cái này hơi bất lợi chút, mình không có búp thì nó sẽ nộ trước mình tí. Nói chung đam không quá to, có thể hy vọng thắng được. Gần win đấy, cố lên tí xíu nữa phá nộ đi. Ok, ngon, ngon, hy vọng là úi sự tuyệt vời. Ôi, win rồi. Nó kiểu vừa vừa đó, không quá dễ, không quá khó. Tại mình cứ nhìn thấy đối thủ nó dừng ở cửa bao nhiêu, mình đoán cái cửa đấy cửa dễ thôi. Tiếp tục ở đây là Boa tiếp này, Boa Zeo à. Cho mạnh hơn tí xíu nhỉ. Kaku ở giữa đạp đi. Cho lo hứng ở trên đi, Nami nhây ở dưới đi. Smoke Miela, Miela không để con Hoa này nó gây choáng nhé. Tấn công nhé. Đéo tê liệt ở phát nào, chán thế, biết con lo này vô dụng quá. Nó không phải 100% choáng như bên kia, à không 100% tê liệt như bên kia. Nó chỉ có hên xui tê liệt thôi. Nó lánh nhiều lần sẽ có lần nó tê liệt được nhưng mà nó ít lắm. Nó không phải 100%. Nhưng mà cửa này nghĩ chắc là win được thôi, trông lợi thế này cơ mà. Nó bản đam địch nó gây ra mình không quá to, mình hoàn toàn để giết nó từ từ được. Không biết là kết cục ngày cuối có giữ được lấy ở top 1 không? Chắc bắt là cứ duy trì trong top 10 đó. Đánh cái này cứ phải nhìn kết quả ngày cuối, gần mấy ngày đầu thắng hay thua nó cũng chẳng quan trọng đâu. Quan trọng ngày cuối ông nào top 1 ấy. Mình luôn sẵn sàng tâm lý có thể sẽ thua, đúng không? Mình sẽ xác định như vậy. Cửa 19 nào. 19 mình nghĩ cửa này cửa yếu. Đoán thôi, xem đúng không nhá. Đây cho thêm con này đi. Lucky ấy. Các cụ đạp phát chết luôn là cửa yếu. À không, đéo yếu. Đoán bị sai rồi. Nhưng mà cũng không phải quá khó, sát thương gây ra vẫn lớn, để gây sát thương thì mình không cao. Có thể coi là yếu cũng được nhưng mà không đến mức yếu đến mức mà Kaku đạp phát chết luôn thì không đến mức đấy. Nhưng mà nó gây sát thương cho mình không đáng bao nhiêu cả thì tức là mình đánh chắc chắn mình sẽ thắng, đúng không? Nó vẫn là cửa yếu thôi. Chẳng qua là cái sức phòng thủ nó cao hơn nhưng mà sức sát thương nó gần như là không có. Nói chung cửa này là cửa không cần đi roll tướng để bừa con nào cũng win nữa. Đánh nổ có thể sát thương to to tí chứ đánh thường gần như rất yếu. Khống chế nào, mê hoặc thành công là tốt rồi. Mê hoặc tiếp không? Không dính. Nói chung bọn này có vẻ thiên đánh nổ hơn đánh thường. Đánh thường thì yếu, đánh nổ có vẻ hơi đau.
Nhưng mà đa số địch đánh thường trước khi đánh nộ nên cũng lợi thế cho mình nhiều. Ok, giải quyết được cửa này rồi. Tiếp tục đến cửa tiếp theo, cửa số 20. Cửa này con khỉ máy. Có Ken choáng khỉ máy ở giữa này, nếu Califa ở sau thì có ác nộ thì sao? Mình có Zeo gắng khống chế một búp, một con búp hỗ trợ búp nộ. Nhưng mấy còn lại thì hơi yếu nhỉ, dùng con nào bây giờ nhỉ? Lucky thì hơi phèn, dùng thử Lucky xem xong đội hình có vẻ hơi yếu, đánh thử test đội hình địch đã. Khởi đầu mới hoặc thành công này. Ken thì choáng chắc chắn còn ở giữa rồi. Lucky liệu có trụ được không? Đánh hơi đau đấy, đánh hơi đau đấy. Ta muốn để Califa nộ giữa cấm tích nộ luôn cả 5 con đấy. Mê hoặc thành công rồi. Nói chung là khởi đầu đang khống chế rất tốt nhé. Còn trụ được bao lâu thì chưa biết. Califa tân sau sẽ nộ rồi. Zeo tấn công phía sau. Chưa được. Ken thì choáng tiếp con tinh linh. Lucky còn sống không? Lucky chết mất rồi. Califa khóa nổ địch nào. Giết được con hoàng xà máy chứ. Giết được một con rồi. Có lợi thế, có lợi thế. Mê hoặc cho đánh lẫn nhau nào. Mê hoặc thành công là ngon rồi. Ok rồi, tuyệt vời. Win rồi. Giải quyết xong cửa số 20. Đến tiếp cửa 21. 21 thì thấy người ta không tiến lên thì mình phải nghĩ là cửa khó. Đoán thế. Tí nữa mà ra cửa dễ thì cũng cay. Tự nhiên thấy người ta dừng ở cửa đấy, đoán là cửa khó. Đặc biệt là khi là con người cá nữa. Hodi Akainu. Thực ra cái này đánh nó còn yếu tố may rủi nữa. Ví dụ như nếu giả sử mình đánh rốt quá mà đối thủ đánh còn đen hơn ấy, thì thực ra mình vẫn lên top. Chứ không phải cứ đi nhiều cửa là lên top đâu. Cái này có nhiều yếu tố lắm. Hodi ở đây, Akainu ở đây. Ví dụ Lucy hứng con này choáng thì sao. Thử phát xem sao nhé. Nếu hiểu sao này cứ búc khiên cho địch nhỉ? Nếu hiểu vậy. Rõ ràng ghi là giảm thủ địch mà toàn búc khiên tăng thủ cho địch ấy. Ảo vãi trưởng thôi. Không biết là lỗi hiển thị hay là thực tế là như thế. Còn về mặt câu từ nó là tăng cho địch nhé. Nhưng mà thực tế thì không biết thế nào. Nó cho mạnh hơn tí nữa thì trong team này không có hy vọng đâu. Mirela chưa đủ mạnh. Domingo, Boa, Kaya được 3 con mạnh, mấy con kia thì vẫn yếu. Để Boa hên xui hóa đá cho. Thì để con này nhây ở giữa, còn Domingo đúp sau. Kaya búp máu, con này hứng ở dưới nhỉ. Đánh thử phát xem sao nhé. Cũng hơi may rủi tí xíu. Phát đầu khởi đầu là hóa đá tốt này. Liệu có nhây được không? Domingo quật chúng mấy con đây. Chúng hai con phía trước, có mê hoặc không? Không dính. Kaya búp máu lên. Caroline gần chết rồi. Hóa đá tiếp được con nhạc công nữa, có chút may mắn đấy. Bên kia chủ nộ hết rồi. Không mê hoặc con nào cả. Kaya búp được máu lên tí cho Boa. Boa nộ hóa đá cái liễu địch không? Đánh chúng mỗi con à? Tưởng đánh hai nhịp ấy nhỉ. Không, team này vẫn hơi khó, cho mạnh hơn tí nữa. Cái bài này thiên về nộ, mình nãy giờ mình chưa tìm được trận nào lắm búp. Nên ra chưa dùng nó thử được. Cô gọi là Chopper Kaya, lúc cái cửa con bò tìm mãi không thấy cái cặp này. Nó này toàn búp à? Nhiều búp quá thì cũng không dùng được. Thôi cho mạnh hơn đi. Có Ken này, có Usopp này. Có Lily này. Có Rock này. Cho Kiemon đi. Đây cho Ken khóa ở giữa thì Usopp đứng đây an toàn luôn. Để con này ở trên có gì hên xui choáng ấy. Nên dồn một loạt lực ở dưới. Mà không để cho con Kiemon đứng trước đây sớm tí. Vậy để con này lên trên. Thử để vây xem sao nhé.
Choáng nào. Choáng là thành công đầu tiên rồi. Yemon liệu trụ lâu không? Thế còn Rock nó có mấy cái trò đánh khấu trừ với xoáy cái thứ rất ngon đấy. Đam thấy khá là to. Mà liệu có trụ đủ lâu không thôi. Chỉ dùng con Rock đam là chính thôi. Usopp Rock đam rất to. Không biết có sống được lúc nộ không, nhà công chuẩn bị nộ rồi. Thôi chết con Rock rồi. Thì nhiều khi phải cứu con Rock sống thôi. Con Rock sống nó quan trọng hơn. Có nhìn thấy tương lai đấy. Chẳng qua giờ đi đảo lại một chút xíu. Cho con Rock xuống dưới đi. Con Rock đam to. Usopp ở trên, chết Usopp trước được. Cái này hơi đen chút để con búp nó sổng rồi. Đàm rất to đấy, đàm to hẳn luôn đấy. Không choáng con nào hơi tiếc. Tất cả hy vọng Rock thôi. Nó đánh đau quá. Rock nhanh lên không toi, con kia gây choáng liên tục. Không giết được địch nó lại đánh spam nhiều lần là win. Con này ăn choáng rồi nhưng mà đánh spam nhiều lần là win. Chỉ cần con Lee nó choáng hên hơn tí xíu thôi. Con Rock đam to rồi. Đánh nhiều lần sẽ có thể win được. Kiên trì đánh thôi. Đánh đéo win. Chưa win nữa. Mua thêm 10 lượt nhé. Mình còn nhiều lượt thì cứ mua ít một thôi. Đây win rồi. Đây là hạng 6 rồi nhé. Tiếp tục đến tiếp cửa 22 22 đấy, dừng ở cửa 23. Mình nghĩ là 22, 23 sẽ dễ. Sau đến 24 có thể sẽ lại khó. Và các bạn lên cả 25 này. Nhưng mình sắp lên top 3 rồi đấy. Ôi vãi trưởng. Tại vì cao nhất top 3 là 25 cửa này. Sau đó top 1, top 2 có 38. Không biết có thuận lợi không. Có Fukabushi này, có Lafite này, có Smoke này, có búp, cứ đánh thử tí thì sợ cửa này không biết có khó không thì cứ đánh thử tí. Lấy hai búp đi. Lafite cho xuống dưới đi, có búp này lên trên. Đánh đầu thế. Mê hoặc tốt ba con ở giữa một lợi thế lớn, có mê hoặc nốt còn võ sĩ không? Mê hoặc nốt là tốt rồi. Choáng không? Không choáng, mà sắp sửa nộ rồi. Chuẩn bị nộ, chuẩn bị nộ. Kê liễu không? Hỗn loạn tương đối nhiều, Lafite mê hoặc không? Không dính con nào cả. Smoke choáng không? Không choáng. Fuka gắng khống chế tiếp hàng giữa nha. Khống chế được hai con cũng khá là tốt rồi. Mê hoặc nốt không? Không dính. Smoke không choáng. Lafite còn sống nhưng bị chậm mặt. Giảm nộ địch rồi. Kia chết mất rồi. Smoke nộ kết liễu địch đi. Vẫn còn hai con thì hơi khó nhỉ. Bây giờ bắt đầu chết hơi bị khó nộ. Đánh spam nhiều lần win rồi đấy. Chỉ cần thêm chút may mắn rồi spam. Kiên trì spam thôi, cứ có Fuka kiên trì spam kiểu gì cho có lần win. Thì Lafite có tỷ lệ gây mê hoặc cùng. Có 3 con gây hiệu ứng được thì chẳng lẽ đánh spam là không win được. Có khi nào không win thật không ta? Ô không win thật này. Win đi nào. Win đi, trời ơi không win. Win lẹ đi, có để có búp lên trên cái gì hứng đòn bớt, hôm mai con này chết sớm. Vẫn chưa chịu win, kiên trì đi. Mua thêm lượt. Mình mua thêm khoảng tầm 15 lượt nữa đấy. Đây win rồi. Biết lúc nào mua thêm lượt nó win. Thế mới đẻo đi. Cửa 23 này. Toàn người cá cứ cho tướng vừa vừa tí không sợ yếu quá không đánh được. Con Waji, con Aoki. Aoki Z này, Shirahoshi này. Thôi dùng thử bà Tsuru coi như là búp đi không? Bà này búp cả team không? Toàn bộ đội 25 độ. Thế này chơi tạm con Hina đi. Cho Hina hứng đòn chết trước đi. Mấy con này có con chóa vào phía dưới đi. Bà này đứng ở trên búp đi, con Aoki ở sau thì nó nộ lên. Thử xem sao nhé. Thôi, đơ hình rồi. Chả biết có thắng hay không, đơ hình lại đăng nhập lại game nhé. Mấy cái web rất hay bị đơ hình luôn.
Mà cái web này load vào game khá là chậm nhé. Nó load vào được game nhưng load vào tương đối chậm. Vừa Wano lại vừa Red nữa. Sự so le đan sen rồi. Rồi ok, vào game thành công. Không biết có win chưa. Win rồi thì tốt, chưa win thì lại đi tìm cách tiếp. Win rồi không? Win rồi. Đến tiếp cửa tiếp luôn. Đỡ phải xem lại nhé. Win rồi thì thôi. Có Robin, có Boa, có Sanji, có Mirella, có Waji. Robin với Sanji bên này đánh giá hơi thấp. Không biết con này, tôi thử thử tí nhé. Cho Robin đứng thẳng đây xem có hiệu ứng được không. Sanji bấm dây ở giữa, con này đánh choáng trên để cho con Boa cơ hội nộ được. Với Mirella núp sau đi. Robin nó vẫn không 100% hiệu ứng được. Sanji không chủ được lâu. Không ổn lắm. Cho mạnh hơn thôi. Lại có Rock tiếp này. Rock Lafitte, Eva, CLC. Nếu cho con Vadogger hên xui choáng vào. Liệu Eva có trụ ở giữa không? Mới sợ. Đánh thử xem sao nhé. Mê hoặc thành công phát đầu lợi thế này. Mà sợ Eva không trụ được lâu. Khống chế thì tương đối tốt rồi đấy. Con trụ được không nữa. Hai con sắp nộ rồi, hy vọng Lafitte sẽ mê hoặc nhiều. Ba con sắp nộ. Lafitte tỏa sáng nào. Không mê hoặc con nào cả, trời ơi. Vô dụng đến thế là cùng. Rock thì sao? Cái liễu địch nào? Đám to, không chết. Là hy vọng Vanguard choáng rồi. Nói chung đánh kiên trì đi, nghĩ sẽ có lần win được. Mỗi tội này để vậy thì Lafitte không nộ sớm được nhỉ. Không chấp nhận, nhưng mà để vậy thì sợ bị cấm tích nộ sớm. Để vậy thì hên xui này. Cứ thử vận may phát sao sao nhé. À không, thôi mình để như vậy đi. Mình để Vagger đánh đầu thì may mắn sẽ cao hơn cho cái này lùi xuống. Lafitte lùi xuống cái này đứng đây đi. Nếu mà choáng là tốt phát đầu thì mình sẽ lợi thế. Rất tiếc là lại hụt rồi. Nhưng phát này Lafitte mình không bị khống chế thì vẫn có thể hy vọng nộ sớm được. Chỉ sợ cái tỷ lệ nộ bên này nó kém quá thôi. Mê hoặc không? Không mê hoặc thì cũng dở rồi. Thử thêm lần nữa nhỉ. Mình muốn dùng Vagger choáng con tay cung ấy mà. Phát này choáng thành công này. Vagger không bị hỗn loạn ở một lợi thế. Nhưng mà Lafitte lại hụt hiệu ứng. Cái này hy vọng Vagger choáng tiếp à. Trong đánh vầy thì tự nhiên bây giờ vẫn dẫn ra vấn đề là Eva không sống được đủ lâu để búp cho con Lafitte nộ. Nói chung là vẫn sẽ bị nộ chậm. Nếu mà nộ chậm như vậy để như cũ hay hơn. Tận lúc chết rồi bắt đầu mới mê hoặc thành công rồi. Để như cũ, để như cũ đi. Lại để Lafitte lên sớm đi. Choáng nhiều vào. Không choáng con nào rồi. Cần Eva né tránh một tí. Sống lâu lâu một tí cũng nguy hiểm quá. Bơm máu chính nó thì vẫn chết. Lafitte vẫn chết. Chắc để con CLC xuống né bớt sát thương tí để giúp con Rock và Lafitte sống lâu hơn. Đẩy xuống mà hàng. Choáng nào. Không choáng là con sông đào. Lafitte có tỏa sáng không? Mê hoặc đi. Mê hoặc được 3 con là tốt rồi. Có cơ hội win, phát này có cơ hội win đấy. CLC choáng thêm tí cho yên tâm rồi. Không choáng. Mê hoặc không? Mê hoặc thành công là tốt rồi, phát này choáng có song đao ngon rồi. Phát này hy vọng win rất lớn này. Hy vọng rất lớn, mê hoặc tiếp nào. Thành công rồi, ngon rồi, choáng không? Choáng rồi. Rốc cái liễu đi, rốc cái liễu đi. Cái liễu nào? Vẫn chưa giết được, vẫn chưa giết được. Nhưng có hy vọng rất lớn.
Win chưa? Win rồi. Nó vẫn chưa chết à? Ok, win rồi. Tạm thời lên hạng 4 rồi này. Cửa 25, Neptune. Thì vẫn còn khống chế cao cao một tí để bắt cho nó dễ. Ken và mấy con kia yếu quá. Hai con gây choáng với con đi cùng nó vẫn yếu. Nói chung là đuổi sát sát ở top 1, 2, 3 là cũng thấy mừng rồi. Thực ra chưa sát top 1, 2 lắm. Mới chỉ đuổi kịp top 3 thôi. Để đỡ áp lực ấy mà. Để đánh mấy cái web không thường xuyên đánh là rủi ro lắm. Thử đi Kaku đi, Robin tiếp đi. Robin không biết bao giờ choáng được. Đấy, con Deacon gây mê hoặc này, con này gây choáng này. Để Kaku lên trước con này nhé. Thử xem sao nhé. Choáng một phát này. Giảm đam xuống này. Có choáng được không? Choáng thành công rồi, bắt đầu choáng thành công rồi. Không biết có choáng liên tục được chưa, nhưng mà bắt đầu choáng thành công rồi. Hy vọng sẽ choáng liên tục. Robin liệu có choáng tiếp không? Choáng rồi, bắt đầu Robin bắt đầu choáng đấy. Một số cái web nó phải lên cao cao thì mới choáng được. Rất tuyệt vời, khống chế là rất tốt. Có thể hy vọng đánh phát ăn luôn đấy. Chế vẫn còn khống chế rồi, có Kaja búp máu đây nữa. Vẫn còn Deacon, vẫn còn Robin, vẫn còn Kaku, vẫn còn hy vọng. Rồi cái giờ Robin nó choáng rồi, còn kèm cả hóa đá. Ảo vãi trưởng dân, thực ra chỉ là choáng thôi. Ôi tình mệnh con Neptune. À nó tu nó choáng phát là chết, à nộ phát chết luôn à. Vậy đi phải đi khử nó trước. Vậy để con này khống chế con này đi. Mình không được phép để nó nộ. Cũng khoai giờ sao để không cho Neptune nó nộ nhỉ. Nó nộ phát là bay hết cả team. Giờ mình chỉ cần sổng con Neptune phát là nó nộ bay hết cả team luôn này. Thế mới dở ấy nhỉ. Làm sao giết nó sớm bây giờ. Nếu không nhanh chóng khống chế nó thì nó sẽ nộ lên được. Có thể nó nộ mình lại bay team luôn. Thế vậy chắc phải để Robin lên trước để khống chế phủ đầu ngay từ đầu. Nói chung hiệu ứng bên này hiển thị rất là ảo nhé. Về cơ bản chỉ có choáng thôi. Choáng mê hoặc tôi, chứ mấy cái hiệu ứng khác thì thấy hoài nghi lắm. Hiển thị nó không chính xác. Đặc biệt một hiệu ứng hiển thị rất nhiều là hiệu ứng đóng băng. Hiển thị rất nhiều mà chả đúng bao giờ. Ồ phát này choáng tốt này, phát này choáng tận mấy con liền này. Đặc biệt là choáng búp là lợi thế lớn để cho Neptune nó không nộ sớm được. Cho nó nộ sớm là mệt lắm. Cái nhà bơm thêm máu. Thế còn Watatsumi nó che hết bố màn hình rồi. Mình không nhìn rõ được tướng, nó che mất luôn Robin rồi. Robin nó lọt thỏm trong nó. Nên là có lợi thế rất lớn vì đang cả không cho con Neptune nó nộ được. Vâng, giết nó trước khi nó nộ nè. Choáng là con Neptune là lợi thế rồi, giảm nộ xuống.
Cơ hội win rất lớn, cơ hội win rất lớn rồi. Chỉ cần giết được nó rồi được. Cố lên nào. Phát này win đấy, phát này win đấy. Ok, ngon rồi. Qua được cửa 25 rồi. Giờ lên cửa 26 là mình sẽ vượt qua được bạn top 3. Còn lên được cao hơn nữa không thì chưa biết. Nhưng phát này là có mấy con mê hoặc kìa. Cho mạnh hơn tí đi. Không biết tầm này con lo đã tê liệt được chưa nhỉ? Domingo 2 búp rồi. Mình nhìn con Lucy giờ bất an lắm. Con Lucy giờ không niềm tin lắm. Đặc biệt mình rất hứng thú con Rock. Đam con Rock cảm giác rất to. Thử phát này lo xem nó đã hiệu ứng được chưa nhé. Sanji búp. Cho tí con độc này đi. Nhớ là lo bắt ở dưới cùng này. Sanji bấm nhây ở giữa. Mày gây độc ở trên. Búp ở dưới à. Thử xem sao nhé. Đánh thử phát xem tình hình thế nào đó. Quan trọng nhất là mình muốn xem con lo bắt đầu tê liệt được chưa. Vẫn chưa tê liệt được thì vứt đi thôi. Chưa tê liệt được chả đánh. Có hai búp có thể chơi LG đóng băng tất cả mục tiêu cũng tốt này. Chỉ sợ hiệu ứng nó ảo thôi. Chứ còn nếu hiệu ứng nó ra thật tính tốt. Lucy với con Daruma đi. Búp trên này. Con này có Lucy hứng đòn. À, cái gì ở giữa búp trên búp dưới. Lại búp khiên cho địch. Đéo hiểu hiển thị nhầm hay sao. Ta búp khiên cho địch. Này búp 50 nộ rất khó chịu. Toàn nộ sớm này. Kia vừa thiêu đốt địch. Lucy thì sao. Cái đánh phát lại búp kia cho địch một lần. Mặc dù máu địch vẫn mất. Nên không hiểu hiển thị kiểu gì. Cái đánh cái này có vẻ không tối ưu được AVG nộ sớm rồi. Cho mạnh hơn nữa đi. Ok, ra có tờ Suru, Akainu, Zeo với lại Eva. Tờ Suru ở trên, Zeo ở dưới, Eva ở đây thì cũng khó để nhỉ. Akainu núp sau đi. Thực ra bên này tỷ lệ hiệu ứng mình nghĩ là không phải 100% nữa có thể hy vọng được. Không để Kaya lên trước đi, bút máu sớm đi. Không bị khống chế là một lợi thế. Mê hoặc không, dính là tốt rồi, dính là tốt rồi. Kaya boom thêm máu lên. Tờ Suru, nộ xem nào. Tờ Phật bà đánh như mũi. Eva có mê hoặc không? Hy vọng đam Akainu vậy. Chứ còn kia đánh như mũi thôi. Zeo cấm trị liệu nữa. Nó vừa trị liệu xong mới cấm trị liệu, hơi tiếc. Akainu nộ tiếp. Nhưng cảm giác vẫn hơi khó giết đấy. Giờ rủi ro con đam chính của mình có thể bị mê hoặc. Đánh chết hàng dưới mất rồi. Không kết liễu được. Cho mạnh hơn đi. Dùng ho đi với Ken thì sao? Thấy lo. Búp vẫn thiếu một con nhỉ? Cho mạnh hơn. Aokiji A búp Usopp với con Franfire. Nếu dùng con này gắng choáng con này thì sao? Hơi khó. Này phải núp sau một con đánh được. Con này núp sau tiếp thì A đốt cháy ở đây. Để Usopp hứng đòn. Để này lên trên. Đánh thử phát xem sao nhé. À không, sao mình cũng để RPG lên nhận nộ luôn từ con kia nhỉ. Để RPG lên đầu nhận nộ luôn.
Cái khiên băng trong cái bản hải tặc Việt thì gần như không tác dụng gì phải. Đánh đau quá, không trụ được. Đổi tướng, đổi tướng. Cái này nó đọc là cái gì ấy nhỉ? Chúng độc rồi. Này khóa nộ này. Không ngon nữa. Có Luffy miễn dịch, có Akainu, Miela miễn dịch, hai con miễn dịch này. Nhiều búp, có thể chơi cái này nhiều nộ lên tí được. Thiếu mỗi con búp máu là ngon nhỉ. Để Akainu nộ sớm để lên luôn trên đầu đi. Tấn công. Mê hoặc thành công của pháp sư ở dưới rồi. Mỗi tổ không có búp máu thì sợ vẫn chết sớm. Đánh đau quá. Chúng ta thấy là vẫn nguy cơ thua. Đánh đau quá, không trụ được. Để cho mạnh hơn nữa đi. Đánh về miễn dịch thì tốt nhưng mà không có búp máu không sống được. Chắc là đang muốn vượt qua cửa này lên cái top 3 đã, rồi tính tiếp. Còn hơn 600 lần drone, không biết có đi được xa không? Nó vẫn phụ thuộc vào may mắn nhé. May mắn thì drone phát ăn luôn thì đi thoải mái lắm. Đen thì phải chịu. Này choáng, con này cũng có thể mê hoặc được. Nếu dùng một rúc nhây con trên thì sao? Để cho con này bắn, để đam con rốc nó to. Một con búp hỗ trợ. Thử xem sao nhé. Biết đâu ăn hên lại được. Khởi đầu là choáng hụt mất rồi, trời ơi. Bị mê hoặc luôn, nó còn gây choáng rồi. Nó để con thầy thuốc nó không nộ lại bơm máu cũng dở nhỉ. Để con rốc lên đầu. Rốc hứng đây cho sun núp sau. Mua thêm lần. Mua thêm 10 lượt. Cái này choán thành công rồi, còn Decton thì gần như là chắc chắn là sẽ mê hoặc. Đánh nhanh nhanh giết con thầy thuốc sớm. Con rốc sắp nộ có thể hy vọng trận này được. Cố lên nào. Do Sun choáng tiếp không? Không choáng, hơi tiếc là không choáng. Decton thì chắc là sẽ mê hoặc thôi. Ok ngon rồi. Kết liễu được không? Chưa giết được. Thôi chết mất rồi, nhưng đánh nhiều lần thì khéo được ấy. Có thể hy vọng đấy. Tại nãy mình thấy gần giết được rồi, chỉ cần may mắn hơn chút thôi. Đừng mê hoặc. Lại bị mê hoặc mất rồi. Choáng nào. Không choáng được. Vẫn chưa được. Thử đấy Dragon lên đánh sớm đi. Và lúc dây dí giảm nộ đo xuân ở đây hiểm trợ. Để cho búp nó sống dai hơn tí xíu đi. Choáng nào. Có choáng không? Không choáng à, trời không choáng. Không choáng để mê khoa học mất cái con deck cần thì cũng chết dở đi. Vẫn phải để deck cần núp sau nữa. Để trước không may không choáng được chết. Để búp lên trước. Không bị khống chế là một lợi thế.
Đo xun choán này pháp sư là ngon rồi. Module búp kịp rồi. Deccan khống chế địch nào. Mấy con là chuẩn bị nộ. Hy vọng rất nhiều. Không được, nó vẫn cố đấm ăn xôi đến máu rồi. Kết liễu không? Chưa giết được. Vẫn chết con rốc nhỉ. Chứ vẫn chưa kết liễu địch. Đánh đau quá. Có lẽ phải mạnh hơn tí nữa. Hay để Deccan đến bắt con trên này đi. Kệ con nờ kia nó đấy. Đéo xun hên xui chóa thằng kia. Khóa luôn con thầy thuốc. Không cho nó bơm máu thứ tinh tinh gì cả. Đánh tất cả mục tiêu đau quá. Nếu đo xun choáng tốt con dưới cùng thì nó sẽ không làm gì được mình. Rốc thì đam chính rồi. Còn kệ con nờ kia nó nộ đơn mục tiêu thì kệ nó. Này là để sổng mất rồi. Này phải đánh nhiều lần nhé. Cũng quan sát thêm một chút xíu. Nếu mà khống chế đẹp hơn tí, đo xun choáng tốt hơn tí thì có cơ hội win được không? Lại choáng hụt. Phải xem phát nào choáng thành công, xem có biến triển thế nào thôi. Phát này thoát là hiệu ứng. Hy vọng đo xun choáng tốt. Choáng thành công rồi, có thể hy vọng hơn tí này. Bên này nó cướp mất cái nhụt chí của con Brook nhé. Nên ra mình không thể khử nộ con pháp sư được sớm. Choáng không? Choáng thành công là tốt rồi, có hy vọng. Deccan cố lên nào. Không được, đánh đau quá. Búp thêm khiên bảo hộ. Rốc chuẩn bị nộ, rốc nộ, rốc nộ. Kết liễu địch đi. Kết liễu pháp sư đi, kết liễu pháp sư đi. Không được mà né tránh rồi. Kết liễu không? Không chết, trời ơi không chết. Đen thế không biết được. Đánh như thế không chết. Mình đã cần đấy. Gần được rồi. Có hy vọng đấy. Nếu mà hiệu ứng đẹp hơn tí xíu là được đấy. Gần được rồi. Tiếc thế không biết. Quả đấy không khống chế được nó để nó nộ. Đánh tiếp cầu may đã. Đang hơi bí tướng. Quan trọng là một chỗ của đo xun này nó không choáng này. Nó mà choáng được quả đấy có phải ngon không? Đánh tiếp kiếm một phát nó choáng được đấy. Cái này đánh trúng pháp sư ở dưới cơ hội cho mình có thể kết liễu pháp sư sớm đấy. Đo xuôi phải choáng. Choáng thành công là một lợi thế. Giờ này đôi khi mất nộ cũng tốt thôi. Mất nộ thì con Deccan nó sẽ mê hoặc chắc chắn hơn. Con chào đo xuôi phải choáng tiếp nhá. Không choáng là phát này nữa là mệt đấy. Choáng thành công tiếp rồi này. Có cơ hội có thể kết liễu địch sớm. Rốc kết liễu vào phía trước đã. Pháp sư giết con pháp sư đã. Không chết là đậu phộng đó. Mê hoặc mất đau chứ. Lại hụt rồi. Rốc kết liễu đi. Kết liễu không? Không chết, trời ơi không chết. Đánh chết con pháp sư. Ô còn hy vọng, còn hy vọng. Ô phát này win đấy, phát này win đấy. Cứ đánh thường, đừng có nộ, đừng có nộ. Deccan đừng có nộ. Ôi giờ sao chuẩn bị nộ mới nguy hiểm, nộ không giết chết được nó là mệt đấy. Còn đủ máu nhỉ, còn nhiều máu, còn nhiều máu, còn hy vọng. Mê hoặc địch kia, cứ mê hoặc cho địch đánh lẫn nhau. Kệ con kia, cứ cho đánh lẫn nhau đi. Nguy hiểm với con chào mình không có búp máu, mình sẽ sắp nộ rồi. Trời ơi, con Deccan nó nộ lại phế hơn là đánh thường. Cố đây nào. Không phải là hạng E không ta? Nên nó sợ hạng E đó. Một là mình chết không là hạng E, nó sợ thắng hơi khó. Tại lúc nó nộ hơi phế. Đánh cũng chả đau lắm, khổ thế không biết được. Tức thế. Giá con Dorsun nó đừng có chết, nó phải đẹp. Nó choáng tốt, nó không chết, nó phải đẹp không? Toàn chết vì con Dorsun, cái này dễ 30 lượt lắm. Đánh về đam rất là bé, nó không giết được mình, nhưng mình không giết được nó. Ok, lại bơm máu đây là một đều. Hạng E rồi, cái này hạng E rồi. Tiếc thế không biết là spam tiếp đi. Hạng E. Mua thêm lượt spam tiếp nhé, có thể hy vọng đấy. Mua đấy khoảng tầm 10 lượt tiếp đi. Kiên trì nào, spam nào. Cố gắng hiệu ứng đẹp một lần là win đấy mà. Có con nào khác thay con Moju không nhỉ? À đây con này ngon hơn thì xong dùng con này. Trời ơi con này gây choáng. Để con này lên trên đi. Lúc ở dưới. Có thể con đấy ngon hơn thì mình cũng cần nộ sớm đâu. Mình cần con đấy cần nó mê hoặc nhiều. Nhưng mình cũng không cần nó phải nộ. Còn đo xuống đánh thường đánh nộ để có tỷ lệ gây choáng rồi. Dùng con Fran Fry nó ngon hơn chứ.
Cố lên nào, là có hy vọng rất lớn. Choán thành công là tốt rồi, mê hoặc tiếp này. Ok, ngon rồi, phát này ngon rồi. Đấy, dùng con này khác hẳn luôn không? Đấy, cứ dùng con Moju. Đấy, nhìn sót đấy. Nhìn thì sót con đấy. Ôi, phát này lại hụt choáng là tức thế không biết được. Cố lên nào, đập chết đi, đập chết đi. Chưa chết được pháp sư. Vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng. Rồi, còn mình con kia thì đơn giản rồi. Ok, win rồi. Lên được top 3 rồi. Nhưng mà có thể bạn kia chưa đánh hết lượt. Lên tạm thời top 3 nhé. Giờ đi tiếp cửa 27 nữa. 27 thì nghĩ là cửa yếu đấy. Nhưng có nên cẩn thận hơn chút xíu nhỉ. Dùng thử con này nhé. Mình thấy cái cửa này mình đoán là cửa yếu thôi. Chưa chắc đã yếu nhé. Đoán thôi. Dùng thử tí Bitter 2 đi. Thử để về xem sao nhé. Không, nó đánh đầu chứ. Để xem tiếng nộ cái liễu luôn ở hàng dọc không. Nó nộ chết mình như thường thế này. Có lẽ không yếu lắm, không yếu lắm. Daruma thì sao? Daruma đánh đầu chứ. Nhưng không đủ búp cho nộ liên tục. Không bị cấm tích nộ chút may mắn. Ô, đánh cả hai phe đậu phộng đó. Cũng gần win rồi ấy nhỉ. Nên đổi tướng hay đánh cố. Để con này xuống dưới. Mr. 2 nhây con kia đánh cả hai phe. Này ra nhụt chí là một lợi thế cho mình này. Nhụt chí con này là 25 nộ hay bao nhiêu nhỉ? 25 nộ. Đốt cháy tiếp này. Nói chung nộ được cái đam to. Chỉ sao nhiều khi không nộ thôi. Setter Blue liệu có cái liễu hàng giữa không? Ok, ngon rồi, phát này win đấy. Cái liễu nào. Cửa 28 này. Không có bút cho Akainu thì hơi khó nhỉ. Mạnh hơn. Domingo có Mambushi, có Eva, Deccan với Lafitte. Chấp nhận phải bỏ con Dawson thôi. Nếu để Deccan ở đầu thì sao nó khóa một con Lafitte hên xui ở dưới. Mà để Ivan cân giữa liệu có trụ được không ấy chứ. Sợ không trụ được. Thử vận may chút xíu nhé. Để tin này có nhiều mê hoặc. Mê hoặc không? Xem mê hoặc con đầu tiên à? Nên con đấy đúng chỗ đứng thẳng con Deccan thì không ngon lắm. Thì con Deccan luôn luôn mê hoặc rồi. Eva có mê hoặc không? Không mê hoặc thêm con nào, chết mất rồi. Để Deccan nó trụ được lâu không? Lafitte tỏa sáng nào. Mê hoặc có một con. Domingo thì sao? Được, tạm chấp nhận được. Lại búp vách sắt à? Nhà công thầy con thầy thuốc gần chết rồi mà không kết liễu được nó mới đau ấy. Domingo. Không, vẫn có hy vọng đấy. Để đánh chết con tay cung đi, đánh chết con tay cung. Thôi Domingo phải sắp chết rồi, chết con tay cung rồi nhưng mà cũng hơi khó. Ôi, có mỗi Mambushi đèn đấy, nó có thể hy vọng đấy. Nhưng cái này có lẽ mình nên đảo đây một tí nhỉ. Nhưng mà mình để cho con Deccan ở giữa đi, mình để con này lên trên đầu. Khóa con thầy thuốc đỡ rủi ro bơm máu thứ hơn. Đâu mình khóa con nhạc công nhỉ. Nó có khóa con mà nó chỉ hiển thị hiệu ứng ở dưới. Không khóa được. Deccan nộ thì sao? Lafitte mê hoặc không? Được 3 con là có chút lợi thế. Domingo mê hoặc nốt à. Ok ngon rồi. Không không chế phát này tốt. Phát này không chế tốt. Eva có làm thêm tí mê hoặc không? Team này nó rất nhiều mê hoặc. Có tận 3-4 con gây mê hoặc. Phát này win rồi. Ok, không chế quá đẹp luôn.
Cửa 29. Cửa này mình đang hình dung có thể sẽ là cửa dễ, nhưng để ăn chắc hơn tí cho tướng nó khỏe lên tí á. Đây rồi, Usopp này, Chopper này, Gornit này, A này. Chơi 3 búp chăng? 3 búp luôn đi. Thế để Usopp đánh sớm hay A đánh sớm? Để cho con Aleka hứng ở giữa thì A lên sớm thì Usopp bắn ở dưới, Chopper ở sau. Tấn công nhé. Nó đánh thường cũng đau ấy chứ, nhưng mà cảm giác mình đánh nó cũng đau không kém. Có thể hy vọng được. Nói chung mình nghĩ vẫn là cửa dễ đấy. Tại sát thương gây ra khá là lớn mà. Ô trời, nộ quá chất rồi. Cứ nộ được là win đúng không? Đây là nhìn người ta 38 cửa, thực ra đôi khi chỉ có 1-2 cửa khó thôi. Còn toàn những cửa đánh nhẹ phát là win đấy mà. Cửa này không biết là khó hay dễ nhỉ? Thử phát con này trước đi, thử xem có dễ không đã. Đấy, có thể sẽ là cửa dễ. Mình đánh thử mới biết được. Đang gây khá tốt này, có thể hy vọng là cửa dễ được. Thôi, chủ đích vào à? Không, có thể là do chủ đích vào. Nếu chủ đích vào thì video khá dài rồi, cứ kết thúc tạm đây đi. Xong rồi video sau đánh tiếp. Tại mình cũng không vội lắm, thì còn tận 60 mấy tiếng nữa. Nó là nó còn hơn 2 ngày nữa, nên là chưa vội. Ngày cuối mới vội, nhưng mấy ngày này đánh thông thả thôi. Hôm qua mình đánh một phát để mình biết là mình có thể lên được. Phải thôi, chứ còn về sau tính tiếp sau. Order luôn hình rồi. Thôi ok, thôi có lẽ là mình sẽ để kết thúc video ở đây nhé. Bây giờ đăng nhập lại mất công quá. Mình nối video mấy lần rồi, thì kết thúc video ở đây đã. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Video sau chúng ta sẽ đánh nốt những cửa còn lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.